chương 62. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thầy Trần là một giáo viên lười biếng, buổi học được tổ chức trực tiếp trên xe. Nguyễn Sương ngồi trên đùi anh được anh ôm chặt vào lòng, lưng tựa vào vô lăng. Trong khu biệt thự này, các tòa biệt thự riêng lẻ cách nhau khá xa. Vào một đêm hè khô nóng như hôm nay, xe chưa tắt máy để có điều hòa nên Nguyễn Sương vô tình chạm phải vô lăng, còi xe chợt vang lên một tiếng ngắn âm thanh đó như tiếng chung tan học khiến những học sinh buồn ngủ không tập trung sẽ bị giật mình. Cả người Nguyễn Sương đầy mồ hôi, điều hòa tỏa hơi lạnh ở ngay sau lưng, luồng gió mát thổi ra đều đều nhưng cô vẫn cảm thấy nóng. Nóng quá! Lại dính nữa! Toàn thân cô từ trên xuống dưới vừa nóng vừa dính. Cô tựa vào vai anh, ra vẻ một cô học trò ngoan ngoãn khiêm tốn xin lời khuyên, hỏi anh, rốt cuộc ngày mai là ngày gì? Trần Cương sách thật sự không có cách nào với cô, thất tịch lễ tình nhân. Nguyễn Sương bị anh kéo vào lòng, cảm nhận được anh càng ngày càng mạnh mẽ tiến vào, cô luôn cảm thấy nó quá lớn, gần như lấp đầy toàn bộ cơ thể mình. Ngoài ra còn có một cảm giác bất an dân lên khi ở trong một không gian chật hẹp. Giống như anh đang cố tình trừng phạt vì cô là một người bạn gái không lãng mạn, thậm chí còn không để ý đến ngày lễ tình nhân. Nguyễn Sương cũng đâu có chịu thua, đôi môi đỏ mọng của cô cất lời, bảo sao hôm nay có rất nhiều gã đàn ông gửi tin nhắn hỏi em ngày mai có thời gian rảnh hay không lời vừa dứt, không khí xung quanh như ngưng lại. Những ngôi sao trên bầu trời đêm cũng bị mây đen che phủ. Bên trong xe tối tăm không có một tia ánh sáng còn trong mắt Trần Cương sách lại tỏa ra tia sáng lạnh lão. Dây tiếp theo Nguyễn Sương mới hiểu, vừa rồi Trần Cương sách vẫn còn kiềm chế và nhẹ nhàng với cô. Lần này anh mới là đang trừng phạt cô, một người phụ nữ được nhiều người đàn ông theo đuổi, không chỉ trừng phạt mà còn có ghen tuông. Động tác của Trần Cương sách dùng lực khá lớn, như muốn xé nát cô đến tận xương tủy, dục niệm ở khắp nơi. Vào ngày lễ tình nhân, Nguyễn Sương cho nhân viên công ty nghỉ nửa ngày. Sau khi kết thúc công việc vào buổi sáng, mọi người thu dọn đồ đạc và tan làm. Ai có đối tượng yêu đương thì đi hẹn hò, ai không có thì tìm bạn đi chơi hoặc đơn giản chỉ ở nhà cũng hay. Trần Tụng Nghi trên mảnh hỏi cô, chị dâu, chị đợi đến lát nữa đi hẹn hò ngọt ngào với anh trai em đúng không? Nguyễn Sương nói, chị cũng muốn đi hẹn hò với người đàn ông khác, nhưng chắc anh trai em không cho phép. Trần Tụng nghi, anh trai em chắc chắn sẽ ghen đến phát điên mất. Nguyễn Sương rất tốt bụng, để tránh cho anh ấy phát điên, chỉ quyết định sẽ chỉ hẹn hò với anh ấy thôi, không biết là ngọt ngào hay không ngọt ngào. Đối với chuyện hẹn hò cô thấy nó không có nhiều ý nghĩa. Bởi từ trước tới giờ cô luôn cảm thấy, trong tình yêu không nhất thiết phải hẹn hò mới được gọi là ngọt ngào. Cô cảm thấy việc Trần Cương sách mỗi ngày đều đến công ty đón mình sau giờ làm, khoảnh khắc nhìn thấy anh đã là rất hạnh phúc rồi giống như hồi còn là học sinh bố mẹ cùng nhau đến trường đón cô về nhà nhưng cô vẫn cố ý về nhà đi tắm và trang điểm trang điểm xong cảm thấy bên tai mình có hơi trống rỗng nên lấy hộp trang sức ra chọn một đôi bông tai đôi bông tai được đặt trong một chiếc hộp cỡ lòng bàn tay khi cầm lên có cảm giác khá nặng bông tai nơ hình bướm bằng bạc in logo hai chữ c này là món quà sinh nhật năm nay trần tụng nghi tặng cô khi nhận được quà Nguyễn Sương chỉ mới mở ra xem, tính ra đây là lần đầu tiên cô đeo nó. Chỉ là chiếc hộp đựng hơi nặng, lấy bông tay ra cũng không giảm bớt được bao nhiêu trọng lượng. Vì lòng hiếu kỳ, cô nghi ngờ lật ngược chiếc hộp lại xem xét, lập tức có thứ gì đó rơi xuống mặt bàn. Di chuyển chiếc hộp ra, thứ đập vào mắt cô là một chiếc vòng tay dây bằng vàng nguyên khối mang thiết kế của ớt Minh họa, một mẫu vòng tay vàng đặc của ớt giá khoảng 60 triệu đồng cô vô thức lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp, bên trong là món quà ngày lễ tình nhân mà cô muốn tặng cho Trần Cương sách, nhẫn vòng của ớt. Nhẫn vòng ớt tượng trưng cho sự tuần hoàn, lặp đi lặp lại và vĩnh cửu. Cô trầm ngâm như có điều suy nghĩ, nhìn chầm chầm chiếc vòng tay một lúc rồi đeo nó vào cổ tay trái. Kích thước vừa xinh nhưng hơi nặng. Cô vừa thay quần áo xong thì Trần Cương sách cũng đã đợi ở dưới lầu anh không những tan làm sớm mà còn hoãn lại toàn bộ công việc trong ngày để mong đến cuộc hẹn ngày hôm nay chỉ là bạn gái anh quá ham mê sự nghiệp còn muốn đi làm nửa ngày mới có thời gian hẹn hò với anh bầu không khí trong ngày lễ tình nhân rất đặc biệt đến thùng rác trong khu dân cư cũng chứa đầy những bó hoa tươi bị vứt bỏ nguyễn sương vô tình liếc nhìn thùng rác chỉ một khoảnh khắc thôi mà cũng bị trần cương sách bắt được quả tan giọng điệu của anh rất lạnh lùng hôm nay trong thùng rác của công ty em chắc cũng thu được không ít hoa đấy nhỉ Nguyễn Sương không ngờ anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện có người theo đuổi đến tặng hoa cho cô. Chắc vậy. Cô trả lời lập lờ nước đôi. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Trần Cương Sách, đôi mắt anh chứa đầy vẻ ngã ngớn không đàng hoàng, ung dung nói hai chữ, rất tốt. Giữa mùa hè oi ả, không khí ẩm ướt và nóng bức, Nguyễn Sương cảm giác như bị sóng nhiệt cuốn đi, cô xấu hổ, luống cuốn, thậm chí còn có chút cảm giác ấy nấy. Trần Cương Sách, Em cứ cảm thấy nếu như người khác ngâm mình trong nước ối để lớn lên còn anh thì ngâm mình trong lọ giấm chua mà trưởng thành. Nhưng cũng có thể là em đã hiểu lầm. Em không hiểu lầm. Trần Cương sách mở cửa xe phía ghế lái phụ cho cô. Sau khi cô đã ngồi lên xe, một tay anh giữ cửa, cúi người thắt dây an toàn cho cô, giọng nói trầm thấp. Anh quả thực rất ghen, điều này cũng là bình thường thôi. Nếu đổi lại người khác làm bạn trai em, anh ta cũng sẽ ăn giấm như vậy vẻ mặt nguyễn sương có chút không được tự nhiên nhưng so với ăn giấm nhiều hơn vẫn là khóa dây an toàn đã được cài xong phát ra âm thanh rõ ràng anh nghiêng người nheo mắt lại mỉm cười mập mờ với cô nói ra thì mắt nhìn của anh khá tốt nhiều người như vậy mà không ai theo đuổi được em hết lần này đến lần khác em lại trở thành bạn gái của anh nói xong anh đóng cửa xe lại vòng qua phía bên kia trở về ghế lái nhà hàng nơi họ ăn tối được đặt trong một khu vườn bách thảo. Trần Cương sách thường xuyên đến nhà hàng này dùng bữa nhưng chủ yếu là có tài xe đưa tới, chính vì vậy mà anh không nhớ rõ được đường và cần có chỉ dẫn. Khi anh đưa tay ra định nhập địa chỉ, Nguyễn Sương đã nhanh hơn anh một bước nhấn vào màn hình cảm ứng trên ô tô. Cô đang mặc áo khoác chống nắng, lúc đưa tay ra, tay áo bị kéo vào trong để lộ cổ tay thon dài trắng nõn cùng chiếc vòng tay bằng vàng hết sức nổi bật trên cổ tay. Trần Cương sách có chút nghẹn ngào sao em lại đeo vòng tay vàng này? Nguyễn Sương dùng thái độ thản nhiên nói, Ồ, có người theo đuổi tặng em làm quà sinh nhật, nhìn đẹp không? Trần Cương sách nhìn về phía trước, ánh mắt ngày càng sâu thẳm, hờ hững nói, người theo đuổi này của em cũng khá hào phóng đấy. Nguyễn Sương nói, cũng được, không phải là một nhãn hiệu vòng tay xa xỉ. Một chiếc vòng tay của thương hiệu xa xỉ không thể để dính nước và cần được chăm sóc cẩn thận, giá cũng phải từ 5 đến 6 vạn nhân dân tệ giá của chiếc vòng tay vàng trên tay cô cũng không kém cạnh nhiều nhưng nó có thể chạm nước cũng như nếu vô tình dính phải các sản phẩm dưỡng da thì cũng không có vấn đề gì trần cương sách em rất thích chiếc vòng tay này à nguyễn sương cười nói em rất thích trần cương sách nghiêng mặt sang một bên trong mắt mang theo thần sắc quỷ dị lãnh đạm hỏi em đã có bạn trai còn muốn đeo vòng tay do người theo đuổi tặng sao nguyễn sương không chỉ quan minh chính đại đeo chiếc vòng tay do người theo đuổi tặng ngay trước mặt bạn trai mà còn có những hành động làm càng gần như khiêu khích như giơ cao tay lên và vẫy vẫy trước mặt anh nhiều lần ánh mắt trần cương sách dịu lại bản thân anh cũng là người không có tính nóng nảy dù trên mặt không lộ ra biểu cảm gì nhưng ánh mắt yêu thương cũng không thể giả vờ thờ ơ được vừa rồi anh có căng thẳng cố diễn ra hình ảnh một người bạn trai ghen tung nhưng bây giờ sau khi bắt gặp ánh mắt ung dung nhưng đầy thích thú và tinh quái của cô anh đã chào thua là anh tặng, anh thừa nhận rồi tiếp tục hỏi, em phát hiện ra nó từ lúc nào? Vừa nãy. Nguyễn Sương thu tay lại, tay phải nghịch chiếc lắc tay, mắt nhìn lên nó, không nhịn được mà hỏi, em thấy lúc anh tặng quà Trần Tụng Nghi thì khoa trương, sau khi tặng em lại dè dặt vậy. Có một buổi tối Trần Tụng Nghi đăng bài lên vòng bạn bè với dòng chữ, cảm ơn món quà từ người anh trai hào phóng nhất của em. Cùng với một tấm ảnh, trong ảnh có hình một chiếc xe tải, chiếc xe tải ấy giống như một hộp quà trong suốt, bên trên có ghi tiểu tiên nữ trần tụng nghi mời nhận quà của em mà món quà bên trong là một chiếc siêu xe rất đẹp nguyễn sương và trần tụng nghi có khá nhiều bạn bè chung cô nhìn thấy có người bình luận tôi vừa nhìn thấy chiếc xe này xong tôi còn tưởng là bạn trai tặng cậu không ngờ lại là anh trai ôi trời ơi tôi còn tưởng chỉ là cùng họ cùng tên thôi tôi cũng nhìn thấy chiếc xe này ở ngân thái thì ra là của cậu thật chắc là đã đi một vòng quanh thành phố nhắc đến chuyện này trần cương sách lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ còn bé một mực đòi đi một vòng bảo muốn khoe khoang một chút nguyễn sương vậy sao quà anh tặng em không đóng gói trong suốt như vậy giọng trần cương sách rất bình tĩnh bình tĩnh đến mức khiến nguyễn sương lạnh sống lưng chia tay rồi chắc em sẽ vứt quà anh tặng vào thùng rác mất hơi thở của nguyễn sương khựng lại hốc mắt bỗng nóng lên cô mím môi anh có từng nghĩ rằng nếu em phát hiện ra món quà này từng nghĩ trần cương sách tiếp lời rất nhanh nếu như chúng ta không quay lại anh sẽ cho trần tụng nghi nói đây là điều bất ngờ như vậy thỉnh thoảng em cũng sẽ đeo còn nếu chúng ta quay lại rồi nói đến đây anh đưa tay xoa tóc cô khẽ cuốn lọn tóc của cô lại thì em cứ đeo đi tay em trắng như vậy đeo lên chắc chắn rất đẹp anh vẫn luôn thản nhiên như vậy nguyễn sương thuyết phục bản thân rằng đừng quá coi trọng chút ân huệ này dù sao cũng chỉ là một chiếc lắc tay mà thôi cô cũng không phải là người không mua nổi ý chí đừng yếu đuối quá, không cần thiết phải vì điều này mà cảm động. Cô cũng thử làm dịu lại bầu không khí lúc này, cố gắng thả lỏng, giọng điệu trêu đùa hỏi anh, tặng quà mỗi một năm, còn là lắc vàng nữa chứ, trần cương sách, anh không chỉ keo kiệt mà còn nhàm chán. Lập tức nhận được lời phản bác từ Trần Cương Sách, ai nói anh chỉ tặng quà em một năm. Nguyễn Sương trầm mặt vài giây, không lẽ? Ừm, bạn thân của em, quý tư âm. Trần Cương Sách không giấu giếm nữa, nói ra sự thật sau khi nói xong anh lại cảm thấy buồn cười lòng khá phục bạn thân của em thú vị đấy vừa nhận quà vừa mắng chửi anh nói đừng có mà nghĩ chỉ dùng chút quà này là có thể khiến em hồi tâm chuyển ý anh cũng không biết phải làm sao nếu như tặng quà có thể khiến em hồi tâm chuyển ý thì anh nhất định sẽ dùng tiền để kéo em về lại bên mình vào năm đầu tiên họ chia tay tình hình khá căng thẳng sinh nhật của nguyễn sương vào đúng đợt thành phố bị phong tỏa vì vậy quà sinh nhật được quý tư âm mang đến sau khi gỡ phong tỏa là một chiếc túi sách kết hợp với phong cách tặng quà của trần cương sách nguyễn sương hỏi anh có phải quà anh tặng ở trong túi sách không túi gì nguyễn sương hỏi ra mới ý thức đến điều này có lẽ anh không biết quà quý tư âm tặng cô là gì vì vậy cô đổi một cách hỏi khác năm đầu chúng ta chia tay anh tặng em gì vậy trần cương sách nói một chiếc đồng hồ nữ là đồng hồ đôi với chiếc em tặng anh Đến tận bây giờ Trần Cương Sách vẫn đeo đồng hồ cô tặng, đồng hồ anh tặng cô cũng là nhãn hiệu ấy. Thực ra trước lúc họ chia tay anh đã đặt rồi, chỉ là trong nước không có sẵn, phải đợi đặt hàng từ nước ngoài. Lúc đó anh cũng không vội, dù sao sinh nhật cô là vào tháng 3, đợi cô tan học anh sẽ cùng cô đón sinh nhật. Nhưng lại không ngờ lại phải đợi tận 3 năm. Đến bây giờ anh vẫn chưa từng cùng cô đón sinh nhật. Nguyễn Sương nói, chắc bị quý tư âm giấu trong túi sách rồi. Năm đó cậu ấy tặng em một chiếc túi, nhưng chiếc túi ấy hơi to nên em chưa từng dùng đến. Cô nhìn anh chăm chú, đưa tay vút ve e sườn mặt anh, ngón tay dần lướt xuống dưới đến cổ tay đeo đồng hồ của anh. Năm ngoái tặng em gì vậy? Một đôi giày. Làn gió đông đưa thổi, ánh tà dương xuyên qua ngọn gió cùng những nhành cây kẻ lá, vào khoảnh khắc đó, vệt nắng như động lại trong đôi mắt cô. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh nào đó đầu năm ngoái nguyễn sương chuẩn bị đi tham gia một lễ trao giải nào đó khi mở tủ quần áo ra phát hiện mình không có bộ đồ nào phù hợp nên quyết định sẽ đi dạo phố mua đồ vô tình đi vào tiệm đồ hiệu tiệm đó chuyên bán giày cao gót mà những đôi giày cao gót ấy thường được những cô gái chọn làm giày cưới không biết là vì sao nguyễn sương khá thích một đôi giày với những viên đá lấp lánh nhân viên cửa tiệm đi đến lầm tưởng rằng cô chuẩn bị kết hôn rất nhiệt tình giới thiệu đôi giày này rất đẹp có nhiều cô gái đã chọn nó làm giày cưới chỉ cần ánh đèn chiếu xuống là sẽ sáng lấp lánh, giống như dạy công chúa vậy. Nguyễn Sương giật mình cười gượng, tôi chưa có bạn trai. Nhân viên cửa hàng ngây người, đổi một cách nói khác, nó cũng hợp với những dịp trang trọng, ví dụ như tiệc cuối năm hay lễ trao giải, khá dễ phối với lễ phục. Nguyễn Sương rung động không thôi, chỉ cần nằm trong năng lực kinh tế thì món đồ mình thích cô đều sẽ mua. Cô nói sai giày cho nhân viên. Nhân viên tiếc nuối, thật xin lỗi cô, sai giày này khá đắt hàng, tiệm chúng tôi không có nhiều hàng như vậy. Không biết cô có thể đợi được không, lâu nhất là ba ngày dày sẽ về đến nơi. Nguyễn Sương còn chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên. Là điện thoại công việc, Nguyễn Sương xin lỗi rồi rời khỏi cửa tiệm, nhấc máy. Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng ấm áp có ngọn gió thổi qua, khơi dậy một mảnh ký ức thầm lặng giấu nơi mùa hạ. Ở một nơi cô không biết, Trần Cương sách nhìn theo cô với ánh mắt thâm trầm, anh nhìn thấy cô nói chuyện với nhân viên sau đó rời đi đầy tiếc nuối trần cương sách rời khỏi đám đông đi vào cửa tiệm nhân viên vừa nói chuyện với nguyễn sương đi đến chào đón vị khách mới xin chào quý khách cảm xúc của anh vẫn dừng lại ở sự kinh ngạc vui mừng xen lẫn hoảng hốt khi gặp lại nguyễn sương anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại cô bởi không biết dùng cách gì để chào hỏi mới không bị cô lạnh lùng đối đáp anh đứng tại nơi cô vừa đến gương mặt bình đạm ánh mắt lạnh như làn mưa cô gái vừa rồi thích mẫu giày nào vậy anh nói ra số giày của Nguyễn Sương, sau đó đưa chiếc thẻ đen ra, làm phiền quẹt thẻ. Nhân viên cửa kiệm kinh ngạc và khó xử, nhưng đôi giày ấy không có hàng sẵn, đợi giày về phải mất khoảng hai ngày. Không sao. Anh nhớ đến hình ảnh Nguyễn Sương đứng đây vừa rồi, khóe miệng cô cong lên, nụ cười ấy giống hệt với trong giấc mơ của anh nhưng lại rõ ràng, chân thực hơn rất nhiều. Cả một tủ giày với những đôi giày lấp lánh xinh đẹp lại không thể lọt vào mắt cô. Trong mắt cô cũng từng có anh. Lúc nhìn anh ánh mắt cũng từng chất chứa tình yêu. Trần Cương sách cố đè nén lại cảm xúc trong đôi mắt, cười dịu dàng, "Tôi đưa địa chỉ cho cô, làm phiền khi giao đến nhất định phải do cô ấy ký nhận." Chương 63. Một ngày nọ, Nguyễn Sương nhận được một món đồ gửi chuyển phát nhanh từ cùng một thành phố. Cô không ngờ đó chính là đôi giày cô thích và khiến cô phải dừng chân hồi lâu trước khi mở ra còn tưởng đó là đồ quý tư âm mua cho mình cuộc sống sinh hoạt của quý tư âm từ trước đến nay đều muôn màu muôn vẻ có quá nhiều người trong thế giới của cô ấy động thái trong vòng bạn bè cũng không ngừng thay đổi mỗi lần đăng một bức ảnh chụp nhóm thì lại có một vài gương mặt mới xuất hiện nhưng cho dù là như vậy nguyễn sương vẫn luôn nằm ở một vị trí không thể lay chuyển trong lòng cô ấy khi cô ấy phát hiện ra món ngon gì sẽ lập tức mang đến cho nguyễn sương nhìn thấy thứ thú vị sẽ nhanh chóng gửi cho nguyễn sương lúc dạo phố mua sắm gặp thứ gì đó mình thích cũng sẽ mua cho nguyễn sương một cái vì vậy khi mở gói hàng và nhìn thấy đôi giày sáng bóng lấp lánh cô đã nghĩ rằng đó là sự kết nối vô hình giữa đôi bạn thân trong lúc vui mừng cô cũng không quên gửi tin nhắn cho quý tư âm không ngờ cô ấy lại bối rối quý tư âm không phải tớ tặng quý tư âm à là ai vậy là người phụ nữ nào đã tặng cho cậu quý tư âm cậu lén lút kết bạn với cô gái khác ở sau lưng tớ sao quý tư âm trời đất của tớ sắp sập rồi có một tấm thẻ đặt trong hộp, Nguyễn Sương mở ra xem, đó là chữ viết tay bằng bút máy. Gửi cô Nguyễn Sương. Cô vô cùng chú ý đến quyền riêng tư cá nhân, cho tới nay có không quá 5 người biết được địa chỉ nhà cô, trong đó đã bao gồm cả bố mẹ. Nguyễn Sương không hề nghĩ đó sẽ là của Trần Cương Sách, trong những năm họ chia xa, anh không hề có tên trong những tin đồn mà cô nghe được. Nhưng thầy dạy toán của cô từng nói rằng sau khi loại hết tất cả các đáp án sai khác thì đáp án còn lại dù bạn có cố bác bỏ đến đâu thì nó cũng vẫn là đáp án đúng. Nguyễn Sương từng nghĩ rằng Trần Cương sách cũng rộng rãi hào phóng như cô, nhưng ba năm trôi qua, cô phải thừa nhận. Trần Cương sách đã từng nói anh sẽ trao hết tất cả tình yêu mà mình không có nhiều cho cô, điều này là thật. Anh đã âm thầm cố gắng hết sức để thực hiện những lời nói. Ngoài cửa sổ xe mây che kín bầu trời, khoảnh khắc hoàng hôn ánh nắng tắt dần gió thổi mây giăng làn đường thay đổi theo màu sắc biến chuyển của đèn giao thông xe cộ chậm rãi di chuyển về phía trước vạn vật trên thế gian đều đang chuyển động nhưng vì một câu nói của anh mà khiến bên trong chiếc xe vô tình rơi vào thế giới tĩnh lặng họ đang hồi tưởng lại đều đang chìm trong suy nghĩ xa xăm nguyễn sương rất khó tin người như anh lại cẩn thận từng ly từng tí như vậy dù sao quá trình từ khi họ quen biết nhau tới tình yêu cuồng nhiệt đều tiến triển nhanh chóng theo tốc độ của người trưởng thành quen biết trong vòng vài ngày đã bắt đầu tán tỉnh rồi hôn mà không chút do dự. Anh quá thẳng thắn, trong mắt ẩn chứa dục vọng mãnh liệt, cuộc đời anh có lẽ không có bất cứ điều gì có thể khiến anh phải lo trước nghĩ sau. Trần Cương Sách. Cô đột nhiên gọi tên anh. Trần Cương Sách nhàn nhạt đáp lại. Nguyễn Sương hỏi anh, anh đã từng thầm mến mộ một ai chưa? Anh hoàn toàn không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy, Trần Cương Sách hơi nhếch khóe miệng, thở dài trong anh giống người thích chơi trò yêu thầm lắm à như thể câu trả lời không có gì quá quan trọng nguyễn sương lẩm bẩm là kiểu lén lúc đứng ở trong đám đông ngắm nhìn bóng lưng một người người ấy không quay đầu lại thì tốt nhưng nếu quay lại thì càng tốt hơn chỉ là khi người ấy thực sự quay đầu nhìn về phía em em sẽ vô thức giấu mình đi không dám đối mặt sợ vô tình làm lộ ra là mình thích người ấy trần cương sách cao mày em đang nói về em và chu hoài an đấy à nguyễn sương ngoảnh mặt làm ngơ nói tiếp em sẽ nghe ngóng tin tức về người ấy ở khắp mọi nơi nghe tin cuộc sống người ấy không được tốt sẽ rất buồn còn nếu biết người ấy vẫn sống tốt thì sẽ cảm thấy rất vui vẻ tuy nhiên đằng sau sự vui vẻ ấy cũng là sự tiếc nuối rằng sẽ thật tuyệt nếu em có thể được ở bên cạnh người ấy vì sao em lại không thể chứ em sẽ tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ và khi chạm mặt nhau em sẽ lướt qua người ấy như người xa lạ em sẽ mạnh miệng nói tôi mới không thèm thích anh anh là ai chứ nhưng vẫn thừa dịp mọi người không chú ý mà lén nhìn người ấy thêm một chút trần cương sách cô quay đầu nhìn anh ánh mắt tập trung và nghiêm túc trực tiếp hỏi anh có từng thầm mến em không điểm khác nhau giữa viết và nói đó là văn viết có thể dễ dàng diễn tả cách xưng hô là anh ấy hay cô ấy còn văn nói thì khó làm được điều ấy trong lời của nguyễn sương tất cả từ em đều chỉ về chính cô nét mặt trần cương sách khựng lại sau đó anh quay đầu nhìn cô đối diện với đôi mắt trong veo như nước nhưng nóng bỏng sáng rực của cô, khóe miệng anh chậm rãi cong lên một nụ cười, thỏa hiệp nói, hình như anh thực sự đã từng yêu thầm. giữa bọn họ không chỉ là gương vỡ lại lành mà tình yêu thầm kín của anh cũng đã trở thành sự thật. vì là ngày lễ tình nhân nên đường phố tối nay khá đông đúc. vườn bách thảo lại ở xa nên họ phải mất khoảng một tiếng đồng hồ mới đến được nhà hàng. ăn tối xong, thời gian vẫn còn sớm nên hai người quyết định đi dạo trong vườn bách thảo một lát trong vườn đang tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho ngày lễ tình nhân của người trung quốc không khí náo nhiệt các quầy hàng ven lối đi cũng mọc lên sang sát họ đi dạo quanh bên trong một vòng lúc bước ra tình cờ thấy phía trước mặt có một công viên nhỏ ở đó có vòng đu quay và một số trò chơi giải trí khác có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi nguyễn sương ngẩng đầu nhìn lên vòng đu quay trần cương sách hỏi cô anh xếp hàng mua vé nhé không cần nguyễn sương nói bên trong đó hoàn toàn khép kín với thời tiết như thế này em vào đó khoảng 5 phút thôi là có thể bị say nắng lần nữa. Cô quay đầu lại, nhìn đu quay ngựa gỗ ở bên kia rồi nói, em muốn ngồi cái đó. Trần Cương Sách ừ một tiếng, em chơi đi, anh đứng ở bên ngoài đợi. Đàn ông hầu như không có ai thích vòng quay ngựa gỗ bởi nó vốn là phương tiện giải trí đầy tính thiếu nữ, Nguyễn Sương cũng không muốn làm khó anh bởi dù sao mỗi chú ngựa gỗ trên vòng quay cũng chỉ vừa chỗ cho một người. Trần Cương Sách có muốn chơi cùng cô thì cũng phải ngồi trên một chú ngựa khác chơi vòng quay ngựa gỗ cũng phải xếp hàng lấy vé, xung quanh đều là các cặp đôi đang nắm tay nhau. Nguyễn Sương không nắm tay Trần Cương Sách vì cô sợ nóng. Cảm giác ấy nấy ập tới trong cô, anh có muốn nắm tay không? Trần Cương Sách giống như nhìn thấu được hành động của cô, không đồng ý, không phải em chê nóng sao? Nguyễn Sương, có nắm tay hay không thì cũng đều nóng, chúng ta chỉ nắm nhé. Trần Cương Sách không để ý, có nắm hay không thì em cũng là bạn gái anh. Đúng lúc đến số của bọn họ, Trần Cương Sách ra hiệu cho cô, đi vào đi. Nguyễn Sương ừm một tiếng. Chỗ soát vé cách vòng quay ngựa gỗ một đoạn, trong lúc đi một vòng dài, Nguyễn Sương đều ngẫm nghĩ em khi nào có thể tặng quà lễ tình nhân cho Trần Cương Sách, vì vậy cô không chú ý đến việc những người sau lưng bị nhân viên chặn lại. Vòng quay có sức chứa 26 người, giờ đây lại chỉ có mình Nguyễn Sương bước vào. Ngựa gỗ được phủ một ánh vàng rực rỡ, giống như chiếc hộp kho báu vậy. Đợi sau khi Nguyễn sư ngồi xong, âm nhạc bắt đầu cất lên. Lúc này cô mới ý thức được xung quanh không có ai ngồi. Vòng quay chuyển động rất chậm, cô rơi vào trạng thái không biết phải làm sao, đợi đến lúc ở gần Trần Cương Sách cô mới hiểu được nguyên nhân. Trong nháy mắt, trên mặt đất bỗng có những trái bóng bay lên, những trái bóng với sắc màu rực rỡ bay lên không trung. Trần Cương Sách đứng ở trung tâm, thế giới nơi anh đứng vốn thật ảm đạm, nhưng sau khi những trái bóng bay lên, thế giới ấy cũng rực sáng theo dưới ánh đèn rực rỡ sắc mặt anh thật dịu dàng nguyễn sương anh khẽ nhướng mày em ngẩng đầu lên đi đột nhiên nhận được yêu cầu nguyễn sương không có thời gian suy nghĩ cơ thể phản ứng trước cả đại não vào giây phút cô ngẩng đầu lên bầu trời tung bay vô số những cánh hoa những cánh hoa ấy dần rơi xuống giống như làn tuyết bằng hoa hồng sự lãng mạn từ bầu trời phủ xuống cô chớp mắt nhìn một vòng xung quanh cánh hoa không ngừng rơi cô và trần cương sách nhìn nhau rồi cô nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn anh giống như bánh xe vận mệnh không ngừng chuyển động nhưng cuối cùng lại để họ gặp nhau sự lãng mạn kia là do anh mang đến âm nhạc kết thúc nguyễn sương đi xuống bước đến trước mặt trần cương sách trái tim cô đập thật nhanh nhưng giọng lại không có chút nào khác thường vô cùng bình tĩnh mà nói đây là quà lễ tình nhân anh tặng em sao ừm trần cương sách hỏi cô em có thích không thích Cô đưa tay đút vào túi, anh đưa tay ra đi. Trần Cương sách nghe theo lời cô. Nguyễn Sương nắm tay lại rồi đặt tay vào lòng bàn tay anh, sau đó khi cô buông tay ra, có một thứ đồ rơi vào lòng bàn tay anh. Là một chiếc nhẫn, thiết kế hình giải mobi ớt. Mặt Nguyễn Sương nóng lên, trùng hợp thật đấy, hôm nay em mới phát hiện ra quà sinh nhật anh tặng. Chiếc nhẫn này em đã đặt làm từ đầu tháng. Trần Cương sách như cười như không hỏi cô, là nhẫn ngón nào vậy? ngón giữa tay phải anh đeo lên chiếc nhẫn vừa vặn em đo từ khi nào vậy lúc anh ngủ cô càng xấu hổ lên cố tỏ ra bình tĩnh trần cương sách cười thoải mái ánh mắt vô cùng hồ hởi phấn chấn nguyễn sương bảo anh bớt bớt lại sau đó lại nghĩ đến những cánh hoa hồng rơi xuống ban nãy quả thực con người anh không thể khiêm tốn được nhưng tình yêu của anh cũng vậy hai người đi về phía trước trần cương sách rủ mi em có muốn nắm tay không Nguyễn Sương trả lại lời ban nãy cho anh, có nắm hay không thì em vẫn là bạn gái anh. Vì vậy có nắm hay không cũng không sao. Trần Cương sách ồ một tiếng, nhưng hành động cơ thể lại ngược lại, anh đưa tay đang lấy tay cô. Vẫn cứ nắm đi, dù sao bây giờ tay anh cũng có thêm một chiếc nhẫn. Anh nhướng mày cười vô lại, khác với lúc trước. Nguyễn Sương bật cười. Đi dạo một vòng quanh vườn Bách Thảo, lúc ra về đã gần 11 giờ rồi ngày mai nguyễn sương còn muốn đi làm vì vậy trần cương sách nhập địa chỉ nhà cô vào ứng dụng chỉ đường về nhà anh đi giọng cô lười biếng mai em không muốn tự lái xe đi làm trần cương sách cô đưa tay kéo cổ tay áo anh vừa dính người lại làm nũng bạn trai mai anh đưa em đi làm được không đương nhiên trần cương sách đồng ý rồi đường về nhà rất xa nguyễn sương không biết mình đã ngủ từ lúc nào về đến nhà Trần Cương sách bế cô vào phòng ngủ. Khi cô ngủ có rất nhiều yêu cầu, thích đèn tối và yên lặng, có bất kỳ âm thanh nào vang lên cũng khiến cô tỉnh giấc. Trần Cương sách không bật đèn phòng ngủ lên, anh mượn ánh đèn ngoài hành lang để ngắm nhìn gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng nhìn lên gương mặt yên tĩnh. Cuối cùng anh nhìn lên chiếc lắc tay trên cổ tay cô. Thực ra anh không nói, chiếc lắc tay hình giải mo ớt kia không phải là do anh mua. Trần Cương Sách đã mất rất nhiều thời gian để tìm một người thợ lành nghề dạy anh, anh cũng học thật lâu làm ra được nhiều sản phẩm nhưng đều đã vứt đi chiếc anh tặng cô là thành phẩm anh hài lòng nhất có những lời anh cảm thấy không nhất thiết phải nói ra nói ra rồi rất giống như muốn khiến cô cảm động mà báo đáp anh từng nói qua anh làm bất kỳ chuyện gì bao gồm cả chuyện liên quan đến cô đều không phải là vì cô mà là vì chính bản thân anh giúp cô không phải là để cô cảm động mà là do anh có thể giúp cô điều này khiến anh rất vui tặng quà cho cô cũng không phải là để cô vui, mà cảm thấy bộ dáng vui vẻ của cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Mọi xuất phát điểm không phải là cô, nhưng tất cả đích đến đều là cô. Giống như ý nghĩa của giải mo ớt vậy. Tình yêu là vòng tuần hoàn vô tận, cũng là thứ uổng công. Cho dù mọi việc anh làm có trở nên công cốc thì cũng không sao, dù sao thì ba năm chia xa khiến anh ý thức được rằng yêu em là chuyện của riêng anh. Chương 64 Sau ngày lễ tình nhân, Nguyễn Sương và Trần Cương Sách vẫn không ở cùng nhau. Cả hai người đều rất bận rộn, đặc biệt là Nguyễn Sương. Ưu điểm của việc làm chủ là bạn có thể dậy muộn và đi làm muộn hơn. Nhưng nhược điểm của nó là bạn phải tự giải quyết mọi việc và chuyện tăng ca là điều hết sức bình thường. Nguyễn Sương không chỉ làm việc ở văn phòng công ty mà thỉnh thoảng còn phải đến trường quay để giám sát tình hình. Phòng làm việc thành lập được nửa năm, đã trải qua cả việc bị cướp nhân viên tiềm năng một cách ác ý giờ đây, đội ngũ chính đã cố định và dần dần đi vào quỹ đạo. Phòng làm việc có 9 tài khoản video ngắn, mỗi tài khoản cập nhật 2 video ngắn mỗi tuần. 9 tài khoản cộng lại thì mỗi tuần phải sản xuất được 18 video. Nguyễn Sương cũng là người rất khắc khe trong công việc, dù là kịch bản hay sản phẩm phim hoàn chỉnh cô cũng sẽ duyệt thật kỹ, nếu có chỗ nào không phù hợp thì phải thay đổi ngay. Ngoài mặt Trần Cương sách không nói gì, chỉ về nhà cùng cô tăng ca cho đến tận khuya, còn nói đùa một câu, địa điểm hẹn hò của chúng ta từ lúc nào lại chuyển thành văn phòng rồi nguyễn sương mím mím môi đợi một thời gian nữa phòng làm việc của em kiếm được chút tiền em sẽ rảnh hơn sao trần cương sách lại không biết cô đang an ủi chính bản thân nhưng anh cũng không vạch trần bản thân anh cũng đã chinh chiến trên thương trường nhiều năm nên hiểu rất rõ người có tính tình như nguyễn sương rất coi trọng công việc và quá bao dung cho nhân viên của mình kiểu người này không thích hợp làm sếp bởi đặc điểm chung lớn nhất của các nhà tư bản là rất giỏi bóc lột nhân viên cấp dưới nhưng cô thì không thì không có đặc điểm đó trần cương sách hỏi cô em dự định kiếm thật nhiều tiền sao nguyễn sương nói không phải đôi mắt cô cong lại thành một đường mỏng trần bạc văn và em đã bàn bạc với nhau đợi đến khi ba mươi tuổi chúng em sẽ nghỉ hưu sớm em và cậu ta còn nói chúng em máu ghen của trần cương sách nói đến là đến nguyễn sương nhìn anh một cái sửa lại, đến khi cậu ta và riêng em 30 tuổi. Trần Cương Sách vẫn không hài lòng, giống như cố ý gây chuyện, nói chuyện năm 30 tuổi sao lại có liên quan đến Trần Bạc Văn. Trần Cương Sách. Nguyễn Sương bình tĩnh gọi. Lời này giống như một loại ký hiệu ám chỉ riêng nào đó, nhắc nhở anh đừng gây sự. Trần Cương Sách hoàn toàn coi như không biết, tiếp tục nói, vì sao năm em 30 tuổi không thể liên quan đến anh. Im lặng mấy giây. Nguyễn Sương bật cười. Sự nghiệp của em vốn không có liên quan gì đến anh, tại sao phải liên kết anh vào làm gì? Em đã lên kế hoạch rồi, chờ đến khi em 30 tuổi, kiếm đủ tiền để nghỉ hưu sớm là em sẽ nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu thì sẽ kết hôn và sinh con, muốn làm gì thì làm. Ồ, Trần Cương Sách nhàn nhã nói, thì ra phần sau là kết hôn và sinh con với anh. Nguyễn Sương muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ý khiêu khích cười mà như không cười của anh, lời đã đến miệng lại không thể nói ra được. Ngày hôm đó họ đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng cũng chỉ nhắc đến một câu vậy thôi, sau này cũng không nhắc lại nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, họ mới chỉ hẹn hò ba, năm lần đã tới mùa thu. Mùa thu ở Nam Thành vẫn còn vương lại cái nóng của mùa hè, thêm cái nắng gắt của cuối thu như keo gào khiến gió khô nóng nổi lên. Tết Trung Thu năm 2023 ở Trung Quốc trùng với ngày Quốc Khánh, Nguyễn Sương nói chuyện phím trong nhóm với mọi người ở công ty để hỏi họ muốn nghỉ Quốc Khánh hay nghỉ lễ sen kẻ. Công việc trong ngày quốc khánh sẽ được tính là tiền tăng ca, đến khi mọi người kết thúc ngày nghỉ thì phòng làm việc của họ sẽ có 10 ngày nghỉ thông thả. Trong nhóm công ty đã có gần 50 người, sau khi thảo luận, bất ngờ là tất cả mọi người đều cùng thống nhất muốn nghỉ lễ xen kẽ. Sau đó ai cũng khen cô là một người sếp ân cần và tốt bụng. Cũng vào lúc này, cô mới bất giác nhớ ra bản thân có lẽ không có năng khiếu kiếm được nhiều tiền. Cô quen suy nghĩ từ lập trường của người lao động mà không phải từ góc nhìn của một nhà tư bản nhưng cô cũng không thực sự nghĩ tới chuyện phải kiếm thật nhiều tiền cô biết bản thân trời sinh tầm nhìn hạn hẹp nên ưu tiên sở thích và ý muốn của mình hơn sau khi quyết định xong thời gian tăng ca nguyễn sương gửi một tin nhắn vào nhóm uy chát gia đình ba người để thông báo cho bố mẹ cô biết đầu tiên bố mẹ cô tỏ ra khá tiếc nuối nhưng sau đó ở phía bên kia màn hình chắc hai người đã có một cuộc thảo luận sôi nổi bố nguyễn miên miên bố mẹ dự định sẽ đến nam thành chơi trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mẹ nguyễn bố mẹ đã đặt khách sạn và nhà hàng rồi mẹ nguyễn nếu còn có thời gian thì cả nhà chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau được không bố mẹ cô vẫn cứ như vậy luôn nghĩ cho con gái ngay cả khi họ đặc biệt đến nam thành thăm cô thì cũng sẽ nói là đi du lịch bởi vì sợ trì hoãn công việc của con gái nên mới ngập ngừng thăm dò nói nếu cô có thời gian đầu mũi nguyễn sương có hơi chua xót mì mắt từ từ rủ xuống một lúc lâu sau cô gõ dòng chữ Sao bố mẹ lại muốn ở khách sạn căn hộ mà con gái bố mẹ thuê ở đây có ba phòng ngủ và một phòng khách có một phòng đặc biệt để lại dành riêng cho hai người đấy mẹ Nguyễn mẹ chỉ tùy ý nói vậy thôi mẹ Nguyễn thật ra mẹ cũng không chắc lắm mẹ Nguyễn ai con cười cười chấm jpg bố Nguyễn con gái chúng ta không chỉ là chiếc áo bông nhỏ chu đáo đâu mà còn là tri kỷ đó bố Nguyễn ai con cạn ly chấm jpg nguyễn sương cười bố với thời tiết này mà mặc áo bông dễ bị say nắng lắm đấy bố mẹ nguyễn không mua vé tàu nên họ quyết định tự lái xe đến nam thành ngay cụ thể vẫn chưa được xác định vì trong dịp lễ quốc khánh và trung thu hai người họ còn có lịch gặp gỡ bạn bè ăn liên hoan với họ hàng sau khi vui chơi xong mới đến nam thành tìm nguyễn sương lúc ấy nguyễn sương ở bên kia lại vô cùng bận rộn ngày nào cũng phải tăng ca trong bản ghi chú công việc cô có viết về phải dọn dẹp gọn lại tất cả những thứ có liên quan đến trần cương sách trong nhà nhưng đến tối về đến nhà tắm xong liền quên mất chỉ muốn mau chóng đi ngủ càng sớm càng tốt trần cương sách ở bên kia thì đang trong trạng thái cực kỳ chán nản bố mẹ bạn gái có thể đến nam thành bất cứ lúc nào trong thời gian này nên cô không cho anh ngủ lại bên đó và cũng không đến chỗ anh ngủ qua đêm em sợ bố mẹ sẽ tập kích bất ngờ hàng ngày trần cương sách vẫn lặp đi lặp lại thói quen dậy sớm đón cô đi làm và sau giờ làm việc đưa cô trở về hàng ngày anh dậy sớm hơn giờ đi làm và nghỉ muộn hơn giờ tan tầm điểm mấu chốt là thời gian anh được ở bên nguyễn sương chỉ có lúc trên đường đến chỗ làm việc của cô và trên đường về nhà buổi tối hôm nay lại đón cô trần cương sách nhìn cô một cái cười như không cười hai ta tính toán cho rõ nhé em sợ bố mẹ đột ngột tới cho nên trong mấy ngày nghỉ lễ quốc khánh chúng ta cũng coi nhau như khách đến khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc em lại về nhà với họ tính ra là đến cả nửa tháng anh không được ăn uống gì nguyễn sương an ủi anh khoảng thời gian này em cũng đang tới kỳ kinh nguyệt mà chỉ vì chuyện đó mà em không ở bên anh sao giọng điệu của trần cương sách trở nên lạnh lùng hơn anh chỉ cần ôm em ngủ là được mà thật sao nguyễn sương không tin người như anh lại có lúc ngây thơ như thế vậy tối nay em ngủ cùng anh nhé trần cương sách chăm chú nhìn cô mấy giây sau đó cười nhạo nói, em đang cố ý khiêu khích anh sao? Nguyễn Sương thẳng thắn thừa nhận, em muốn thấy dáng vẻ bình tĩnh khi em ở trong lòng anh mà tâm anh vẫn không loạn. Khóe môi trần cương sách chậm rãi nhếch lên, được thôi, cũng không phải là không thể, chỉ sợ em không dám. Không có gì mà em không dám. Nếu bố mẹ em tập kích bất ngờ thì sao? Em sẽ nói. Nguyễn Sương suy nghĩ một chút, em qua nhà quý tư âm ngủ muốn thì sẽ có cớ tóm lại là có thể nghe vậy lời từ miệng trần cương sách càng trở nên châm chọc mỉa mai anh đã nói sẽ không làm gì em em lại đồng ý qua chỗ anh ngủ còn nói dối bố mẹ em nguyễn sương em hãy thành thật khai báo cho anh biết đi lời nói đến đây thì dừng lại nguyễn sương đối mặt với vẻ do dự muốn nói lại thôi của anh nghi hoặc hỏi em khai báo cái gì thực ra không phải bố mẹ em muốn tới nam thành mà là người nhà của đối tượng xem mắt muốn đến nam thành tìm em Trần Cương sách càng nói càng thấy mình có lý, em sợ rằng sau khi qua đêm ở chỗ anh, hôm sau trên người sẽ có nhiều dấu hôn, như vậy mà đi gặp đối tượng xem mắt thì không ổn có đúng không? Lý do như vậy thật sao? Nguyễn Sương nhìn chầm chầm anh, đột nhiên bật cười, Trần Cương sách. Ừm. Sao anh không đến công ty của em làm biên kịch luôn nhỉ? Được thôi, nếu em có đủ khả năng mời anh, anh sẽ đến. Trong Trần Cương sách lúc này có vẻ nghiêm túc hệt như một nhân viên đang đi phỏng vấn, giới thiệu về trình độ học vấn và chuyên ngành của mình. Tôi là sinh viên tốt nghiệp song ngành kinh tế học và triết học tại Đại học Oxford. Học vị thạc sĩ, xin hỏi cô có thể trả lương cho tôi là bao nhiêu? Nguyễn Sương cũng phối hợp với anh, nghiêm túc hỏi, mức lương kỳ vọng của anh là bao nhiêu? Trần Cương sách nghiêng người liếc nhìn, khóe mắt tràn đầy ý cười lưu manh. Tôi không quan tâm nhiều đến tiền lương, chỉ muốn khóe miệng anh công lên một đường đầy đen tối và phóng túng, chậm rãi nói, chỉ cần bà chủ công ty các cô đồng ý chơi quy tắc ngầm với tôi một đêm. Nguyễn Tổng, cô nghĩ sao? Vừa lúc cô kết thúc kỳ đèn đỏ. Trần Cương sát xích lại gần Nguyễn Sương, sau khi tắm xong là anh tới đón cô luôn nên tóc lúc này để tự do, không tạo kiểu gì cả. Mái tóc phủ trước trán, hàng mi cục xuống, còn người đen nhánh tràn ngập màu sắc cấm kỵ chỉ có ở đàn ông nó vừa giống như một lời gợi ý mà cũng vừa giống lời câu dẫn cho dù chủ đề ban đầu có nghiêm túc đến đâu anh vẫn có thể dẫn dụ cô đi chệch hướng về phần nguyễn sương bản thân cô cũng không hề bài xích mấy chuyện đùa cợt kiểu này mà ngược lại còn khá nhiệt tình điều thú vị nhất ở trần cương sách đó là anh luôn chú ý đến cảm nhận của cô trước tiên và khiến cô cảm thấy thoải mái rồi mới đến bản thân mình cô rất hưởng thụ mỗi khi được ở trong vòng tay anh hơi thở họ đang xen cùng dục vọng nóng bừng như thiêu đốt một cảnh tượng chợt hiện lên trong tâm trí. Cổ họng Nguyễn Sương khàn khàn, thẳng thắn trả lời, tôi không chơi quy tắc ngầm. Âm thanh vừa dứt, đèn tín hiệu phía xa chuyển từ đỏ sang xanh, mấy chiếc xe đang đợi phía sau bấm còi dục giả. Trên khuôn mặt Trần Cương sách hiện ra biểu cảm không biết là tiếc nuối hay oán trách, anh quay lại ghế lái, đạp chân ga. Sau đó lại nghe thấy cô nói, tôi chỉ ngủ với bạn trai của mình thôi. Trần Cương sách thấp giọng bật cười. Đêm nay là đêm hiếm hoi hai người không làm gì cả. Nguyên nhân là vì thời gian này là kỳ kinh nguyệt của Nguyễn Sương, việc đến trễ vài ngày hay sớm hơn vài ngày là chuyện bình thường. Lần này nó lại đến sớm mấy ngày. Trần Cương Sách không nói gì, lúc cô đi ra khỏi phòng tắm, anh liền ôm cô vào lòng hỏi, bụng có đau không? Nguyễn Sương ngửi thấy hơi thở mát lạnh trên người anh, nhỏ giọng, "Em xin lỗi." Có cái gì mà phải xin lỗi? Trần Cương Sách không biết lấy ở đâu ra một túi chườm nóng đặt lên bụng cô sau đó anh lại nhớ ra điều gì đó cười nói em có nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường không ký ức theo đó được quay lại cách đây khá lâu lúc đó họ không có gì cả nhưng nhìn lại tình hình bây giờ thì hơi khó nói mà khi ấy lá gan của cô cũng rất lớn chỉ mới quen anh được vài ngày đã dám ngủ chung trên một chiếc giường còn yên tâm mà ngủ thiếp đi không sợ anh sẽ ăn mình sạch sẽ lúc đó anh chỉ cảm thấy chất lượng giấc ngủ của cô gái này quá tốt Trần Cương sách cười, anh dậy tắm nước lạnh bốn lần cũng không đánh thức nổi em. Dường như Nguyễn Sương không nghe ra được trong lời anh có ý mỉa mai, cô cười nói, em thì tưởng đêm đó trời mưa to. Trần Cương sách nháo nháo cầm cô, hơi thở ấm áp như lông vũ lướt qua nhẹ nhàng trên chóp mũi cô, miên miên, nói thật cho anh biết, lúc đó em chỉ muốn ngủ chứ không nghĩ tới chuyện ngủ với anh sao. Chương 65 Đêm đó cô thực sự chỉ muốn chập mắt một giấc hay là muốn ngủ với anh ư? Nguyễn Sương cũng không thể giải thích rõ lúc đó cô đã nghĩ gì. Trần Cương Sách không chịu bỏ cuộc mà liên tục truy vấn, thân hình của anh không có lực hấp dẫn với em sao? Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô, hướng xuống dưới rồi dừng ở cơ bụng săn chắc của mình. 30 tuổi anh vẫn có cơ bụng đấy. Anh kéo dài âm cuối, lẩm bẩm với chính mình, cũng không chênh lệch nhiều so với những chàng trai ở phòng làm việc của em đúng chứ? Nguyễn Sương đối với chuyện này chỉ biết giờ khóc vợ cười, em chỉ nhìn mặt bọn họ, không hề nhìn vóc dáng dưới lớp quần áo ấy. Trần Cương sách nói, không chừng bọn họ còn có ý nghĩ muốn để em chơi quy tắc ngầm đấy. Dù sao anh cũng không phải người hào phóng, mà em và chu Hoài An đã chia tay lâu như vậy rồi, sao chu Tĩnh Dương vẫn còn khóc lóc vang nài bám theo em thế? Em và anh cũng đã chia tay lâu rồi mà. Không phải em họ của anh cũng đang làm việc dưới trướng của em hay sao? Chui trong ổ chăn thật ấm áp, lòng ngực của anh cũng thật ấm, Nguyễn Sương vừa ngái ngủ vừa phản bác cậu ta là đàn ông cậu ta nhỏ hơn anh rất nhiều tình yêu chị em ngày nay là chuyện quá bình thường em thích người lớn tuổi hơn mình trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh nguyễn sương vẫn không quên dỗ dành anh học trưởng em buồn ngủ quá anh để cho em ngủ đi nhớ ngày đó dù anh có cố ép hay dẫn dụ cô gọi mình một tiếng học trưởng như thế nào thì cô cũng không chịu bây giờ lại gọi ra một cách thoải mái như vậy quả nhiên là thân phận đã thay đổi con người cô phân biệt rất rõ ràng giữa gần gũi và xa lạ. Nếu là người gần gũi thân thiết, dù có yêu cầu điều gì cô cũng sẽ đáp ứng. Một giấc này, Nguyễn Sương ngủ say tới mức không hay biết gì. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức như bị lốp xe cán qua, nhất là vùng thắt lưng, đầu không chịu nổi. Cô chậm rãi di chuyển cơ thể thì lập tức có một làn sóng nhiệt dâng lên trong cơ thể, trong nháy mắt Nguyễn Sương tỉnh táo ngay lập tức. Trần Cương Sách đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức lúc anh mở mắt ra thấy nguyễn sương đang vén chăn lên cô cúi đầu nhìn xuống tấm trải giường trần cương sách thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn lại thấy trên tấm ga trải giường màu xám chỉ có dấu vết của người vừa ngủ chứ không có gì khác nguyễn sương thở phào nhẹ nhõm sau đó xuống giường chậm rãi đi vào phòng tắm khi cô đang đi vệ sinh điện thoại di động ở đầu giường reo lên báo có cuộc gọi đến điện thoại di động của họ tuy cùng một hãng nhưng rất dễ phân biệt chiếc màu đen của trần cương sách chiếc màu trắng bạc của Nguyễn Sương. Mà điện thoại đang reo lúc này là của Nguyễn Sương. Trần Cương sách cầm điện thoại di động của cô đi vào phòng tắm, Nguyễn Sương đang đánh răng, bàn chải đánh răng bằng điện phát ra âm thanh u. Cô chớp mắt một cái, lý nhí hỏi, ai vậy? Bố vợ anh gọi điện thoại cho em. Anh cà lơ phất phơ trả lời. Đại não vừa mới tỉnh ngủ của Nguyễn Sương phải mất vài giây phản ứng mới nhận thức được từ bố vợ mà anh đang nhắc đến chính là bố mình. Cô liếc anh một cái, bấm nút dừng bàn chải điện đang hoạt động, xúc miệng và nhận lấy điện thoại, bố. Trần Cương sách dựa vào cạnh cửa, lười biếng nghe cô nói chuyện với bố. Hai người đã tới Nam Thành rồi à? Con không có ở nhà, tối qua con ngủ ở nhà quý tư âm. Nói đến đây, cô cảm thấy có hơi chột dạ mà hơi liếc nhìn Trần Cương sách, giọng điệu có hơi không được tự nhiên, bây giờ con về ngay. Không sao đâu, không cần phiền phức đến vậy bố mẹ có thể trực tiếp vào khu chung cư cửa nhà con là loại khóa mật khẩu con sẽ gửi mật khẩu cho bố cuộc gọi kết thúc nguyễn sương đã hoàn toàn tỉnh táo cô vuốt vuốt mái tóc giải thích với trần cương sách bố mẹ em tới rồi trần cương sách ậm ừ anh vừa nghe rồi nguyễn sương em về nhà hả anh nói anh đưa em về đó cô do dự nếu bị bố mẹ em nhìn thấy không đâu phòng tắm trong phòng ngủ chính có hai bồn rửa anh đi đến bên bồn rửa mặt còn lại cầm bàn chải đánh răng điện lên tùy ý bôi kem đánh răng lên vẻ mặt anh lãnh đạm lời nói cũng giống như vậy anh đưa em đến gần khu chung cư rồi sẽ để em xuống em yên tâm anh sẽ không để bố mẹ em nhìn thấy lời này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ của cô nhưng trong lòng nguyễn sương lại không hề thấy thoải mái trước khi trần cương sách đánh răng anh lườm cô một cái đầy ẩn ý mặc dù em đã tặng cho anh chiếc nhẫn định tình nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn phải giữ bí mật có đúng không nguyễn sương phủ nhận chủ đề trọng điểm mà anh đang nói cái gì mà nhận định tình nó chỉ đơn giản là một món quà trong ngày lễ tình nhân mà thôi trần cương sách cục lông mày mỉm cười từ chối nêu ý kiến anh đưa bàn chải đánh răng vào miệng và không nói gì nữa thân sắc của anh đã phai nhạt đi rất nhiều ngay cả ánh mắt kia cũng lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm có đêm qua có một trận mưa thu nên nhiệt độ không khí giảm mạnh bầu không khí trong phòng giữa hai người dường như cũng bị thời tiết ảnh hưởng mà lạnh lẽo hơn mấy phần họ không hề nảy sinh bất kỳ tranh cãi nào cả chứ đừng nói đến nặng lời nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được sự thật là cảm xúc của hai người đang tục dốc nguyễn sương biết nguyên nhân chính là ở cô nhưng hiện tại cả hai vừa nối lại tình cảm cô hy vọng lần này trình tự từng bước có thể chậm một chút vừa quay lại chưa được bao lâu đã muốn đến gặp phụ huynh sao cuối cùng cô mím môi chung quy vẫn là không đành lòng khi chứng kiến cục diện này cố gắng xoa dịu bầu không khí, bữa sáng anh muốn ăn gì? Trần Cương sách dơ chiếc đồng hồ trên tay lên, tay trái vừa đeo đồng hồ vừa đeo chiếc nhẫn cô tặng, anh ra hiệu cho cô, đã hơn 10 giờ rồi, nên ăn trưa thôi. Nguyễn Sương ngoan ngoãn đổi giọng, trưa nay anh muốn ăn gì? Anh hỏi cô, em có muốn ăn gì không? Nguyễn Sương ôm cánh tay anh, dịu dàng nói, anh làm món gì em ăn món ấy? Thực ra anh vẫn không khác gì trước đây, luôn đáp ứng yêu cầu của cô nhưng Nguyễn Sương có thể cảm nhận rõ ràng được rằng phản ứng của anh là đang cố gắng miễn cưỡng phụ họa theo cô. Bởi vì trước đây khi anh nói chuyện với cô, đôi mắt chiều chuộng kia luôn nhìn chầm chầm vào cô, bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chầm chầm sẽ khiến cô cảm thấy lãng mạn đến chết mất. Nhưng hôm nay thì không phải, khi nói chuyện anh không nhìn cô nhiều. Nguyễn Sương chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến thế. Bước chân xuống dưới lầu Trần Cương sách đi trước cô vài bước, khi nhận ra người phía sau mình có hơi dừng lại, anh cũng dừng lại từ góc độ của cô nhìn sang có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh bóng lưng đó lộ ra vẻ cao ngạo bất tuân của người đã quen ở trên cao anh quay đầu ánh mắt quan tâm hỏi sao thế nguyễn sương hít một hơi thật sâu nói em không muốn vì chuyện ra mắt phụ huynh mà chúng ta nảy sinh tranh cãi chúng ta chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn bảy mươi chín ngày trần cương sách bỗng nhiên nói cái gì đôi mắt cô trống rỗng hôm nay là ngày thứ 79 chúng ta làm hòa. Trần Cương sách ngước mắt lên, anh cũng không muốn cãi nhau với em, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp mặt bố mẹ em vào ngày hôm nay. Nguyễn Sương, anh sẽ không ra trận mà không có sự chuẩn bị gì trước đâu. Câu trả lời hoàn hảo đến mức Nguyễn Sương không thể tìm ra được một chút lỗi nào ở anh. Trần Cương sách công môi, xuống lầu, anh làm cơm trưa cho em. Nhưng sau lưng lại lộ ra chút vẻ tức giận, giống như một cú đấm tác động vào tấm bông. Trong mắt Nguyễn Sương mờ mịt, cuối cùng cô đành dừng lại ngồi trên sofa. Không hiểu sao suy nghĩ lại đưa cô quay lại cái đêm trước khi hai người làm hòa. Cô ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ về chuyện đó cả đêm. Sau đó quyết định được đưa ra, tình yêu đối mặt với muôn vàn khó khăn và dù có bao nhiêu khó khăn cũng bất chấp để được yêu. Cô cũng không phải người ra trận mà không có sự chuẩn bị nào trước, vào thời khắc cô đưa ra quyết định thì đó không chỉ đơn giản là yêu đương với anh điều cô mong muốn là được gắn chặt vận mệnh với anh trên sợi dây màu đỏ của số phận buộc chặt vĩnh viễn không tách rời trần cương sách vừa mở cửa tủ lạnh ra phía sau lưng đột nhiên truyền đến một xúc cảm ấm áp mềm mại bên hông anh có một vòng tay đang cuốn lấy khi nhận ra là nguyễn sương đang ôm mình trần cương sách nhắm mắt rồi thở dài anh không có tức giận miên miên em đã thấy anh tức giận bao giờ chưa quả thật tính tình anh rất ít khi nóng nảy cũng không có nhiều tâm trạng thất thường sự im lặng vừa rồi của anh đơn giản là vì đang suy nghĩ một số chuyện suy nghĩ về chuyện tương lai anh sẽ phải chuẩn bị rất nhiều cho việc gặp bố mẹ cô trong tương lai anh từng nghĩ việc đó có thể diễn ra từ từ nhưng hôm nay đột nhiên đổi ý muốn đẩy nhanh tiến độ để nếu một ngày nào đó anh gặp mặt bố mẹ cô thì có thể thuyết phục được họ yên tâm giao con gái họ cho anh em từng thấy rồi nguyễn sương nói lần đó anh ngồi chơi bài và cá cược với em ở ktv như vậy cũng được tính là tức giận sao Trần Cương sách xoay người, thuận thế ôm eo Nguyễn Sương, hai người đổi vị trí cho nhau. Anh dồn cô dựa vào cửa tủ lạnh, trên khóe môi nở nụ cười ranh mảnh. Em nói xem lần đó ai mới là người tức giận, em đã bao giờ thấy ai tức giận còn chịu bị tác chưa? Nguyễn Sương đột nhiên mất tự tin, anh bị tác có đau không? Không thương anh sao? Lực tác động ngược lại cũng tương tự, tay của em chẳng lẽ không đau à? Trần Cương sách đối mặt với cô, đôi mắt cô sáng như ánh trăng cũng đang nhìn chằm chằm anh không chịu nhượng bộ. Hồi lâu sau giọng cô khô khốc, hôm ấy cái tác đó đau lắm hả? Thời gian trôi qua lâu rồi, sau ngày ấy em không hỏi anh? Ngày đó trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện có nên làm hòa với anh hay không? Nguyễn Sương nói, làm sao có thời gian suy nghĩ những chuyện khác? Vẫn ổn, không đau. Ồ! Cô cụp mắt xuống rồi lại ngước lên, kiềm chế hồi lâu mới khô khan giải thích. Trước đây em chưa từng đánh người, về sau cũng sẽ không đánh ai ngày hôm đó chỉ là một tai nạn thôi bạo lực gia đình trần cương sách cười khẽ cái gì mà bạo lực gia đình nguyễn sương liếc anh anh và em còn chưa phải quan hệ như vậy anh nên chú ý cách dùng từ của mình đi được rồi trần cương sách thẳng thắn trả lời anh mở cửa tủ lạnh ở phía cô không tựa vào hơi thở của anh phả vào bên tai khiến toàn thân cô bất giác run rẩy em nói xem em cào lưng anh đến chảy cả máu vậy có tính là bạo lực gia đình không giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh đầy ẩn ý mi mắt nguyễn sương khẽ động ngữ điệu bình tĩnh rất nghiêm túc nói nếu động tác của anh dịu dàng hơn thì em có cào anh không cũng vì anh mà em phải tháo cả bộ móng tay đã làm đấy nói đến lời cuối nguyễn sương lại bắt đầu lý sự cùng em vừa mới đi làm móng tay xong anh phải bồi thường cho bộ móng ấy đó vẻ mặt trần cương sách đầy vẻ chiều chuộng dung túng được anh trả em muốn được bồi thường bao nhiêu? Buổi chiều, Trần Cương sách đưa Nguyễn Sương về. Đi được nửa đường, điện thoại di động của anh reo lên, là cuộc gọi từ trợ lý nhắc anh đừng quên tiệc xã giao buổi chiều. Ngày lễ Trần Cương sách đi dự tiệc xã giao còn nhiều hơn so với những ngày bình thường. Anh ậm ừ ngắn gọn vài tiếng rồi cúp điện thoại, bộ dạng trong lạnh lùng đến mức một chữ cũng ngại phiền để nói. Trần Cương sách bây giờ hoàn toàn khác hẳn với Trần Cương sách trước mặt Nguyễn Sương trần cương sách đưa nguyễn sương đến cửa tiểu khu của cô nguyễn sương hỏi anh anh thật sự không vào gặp bố mẹ em sao nguyễn sương đã hỏi anh câu hỏi này khi họ đang ăn đây không phải thăm dò mà là một câu hỏi nghiêm túc đáp án lúc đó và bây giờ hoàn toàn khớp nhau để qua một thời gian nữa trần cương sách nói anh chưa chuẩn bị gì cả không thể tay không đến gặp họ được nguyễn sương nghe thấy cũng có lý gật đầu trước khi xuống xe còn không quên dặn dò anh trên đường lái xe cẩn thận một chút Trần Cương sách cười, anh biết rồi. Sau khi xuống xe, cô vội vã chạy về nhà. Mở cửa vào đã thấy có hai đôi giày, một của nam và một của nữ được đặt ngay ngắn ở khu vực thay giày ngay lối vào. Khóe môi Nguyễn Sương chậm rãi cong lên, bố mẹ đang ở đây, trong nhà vang lên giọng nói quen thuộc của họ. Nguyễn Sương vừa thay giày vừa nghe hai người nói chuyện. Vợ ơi, bà lại đây xem giúp tôi đây là gì? Đó là giọng nói của bố Nguyễn, hình như cách hơi xa, tiếng bước chân cũng đều đặn truyền đến từ xa tới gần nguyễn sương thay xong giày đứng dậy đi vào phòng khách cô vô tình đụng phải bố đang từ chỗ góc khác đi ra nguyễn sương đang định cất tiếng gọi bố mẹ thì liếc mắt cái đã thấy chiếc máy cạo râu điện đang nằm trong tay bố hô hấp của cô ngắn hơn một tấc vẻ mặt của bố nguyễn lúc này phải nói là muôn màu muôn vẻ vừa phẫn nộ vừa buồn bã nhưng ông vẫn đang cố kiếm một cái cớ với một tia hy vọng nhỏ nhoi trong mắt miên miên bố hy vọng con có thể nói cho bố biết con dùng máy cạo râu điện này để cạo tóc ria mép, lông nách, lông chân, lông mũi, lông tơ, hay bất cứ cái gì cũng được. Nhưng đừng là để cạo râu của đàn ông, được không? Nguyễn Sương Mẹ Nguyễn Chương 66 Vừa nói xong xung quanh liền im lặng. Bố Nguyễn nghiêm túc nhìn cô, Nguyễn Sương nhìn sang mẹ mình, mẹ Nguyễn cười nhìn con gái đợi cô trả lời. Dưới ánh mắt của bố mẹ, Nguyễn Sương mím môi khẽ lên tiếng, bố, là dao cạo râu của bạn trai con. Mẹ Nguyễn sớm đã đoán được cười nhạt, bạn trai. Bố Nguyễn với vẻ mặt khó mà chấp nhận được, còn yêu đương từ khi nào? Không phải đợt trước vừa về nhà đi xem mắt sao? 79 ngày rồi ạ. À. Đầu Nguyễn Sương đột nhiên hiện lên câu này và cô cũng đã nói ra. Sắc mặt của bố mẹ cô khá hoang mang, sau đó Nguyễn Sương mới nhận thức được mình vừa nói gì, đắn đo một lát nhưng vẫn giải thích, hôm nay là ngày thứ 79 bọn con yêu nhau vừa nói xong liền cảm thấy biểu cảm của bố như sụp đổ ông đau lòng không thôi không chỉ yêu đương còn đếm rõ từng ngày nữa miên miên bố nguyễn nghiêm túc bố có một câu hỏi này con phải thành thực trả lời nguyễn sương lập tức căng thẳng bố câu hỏi gì ạ à? bố và bạn trai con cùng rơi xuống nước nếu chỉ có thể cứu được một người thì con sẽ cứu ai bột một tiếng ông bị vợ đánh một cái ông ôm đầu càng tuổi thân hơn vợ Sao em lại đánh anh? Mẹ Nguyễn Trận tròn mắt. Miên miên không cứu ai cả. Anh nói xem sao anh kỳ cục vậy. Lúc miên miên chưa yêu thì ngày ngày dục con tìm bạn trai rồi cưới. Bây giờ con có bạn trai rồi thì anh lại hỏi vớ hỏi vẫn. Thế nào? Nhất định muốn con từ bỏ bạn trai để chọn anh mới được sao? Anh cũng không có bắt miên miên phải bỏ tên lăng nhăng đó. Gì mà lăng nhăng Đó là con rể tương lai của em. Gì mà con rể tương lai? em còn chưa gặp cậu ta còn chưa biết con người cậu ta thế nào đã đứng chung một thuyền rồi người miên miên nhà em thích nhất định là một người đàn ông tốt mẹ nguyễn cười nhạt con gái em chăm sóc dạy dỗ từ nhỏ đã không cần người khác chọn đồ cho mình con tự chọn tự phối đồ bộ nào cũng đẹp cũng hợp trước giờ em đều cảm thấy tự hào vì con gái đương nhiên tin tưởng vào mắt nhìn của con rồi bạn trai của con nhất định là một chàng trai tốt ít nhất là đối tốt với con miên miên đúng không con mẹ Nguyễn là giáo viên ngữ văn cấp 3, vì vậy thời thanh xuân Nguyễn Sương thường luôn nghe được những lời như thế này. Mẹ cậu là giáo viên cấp 3 à, vậy chắc bà ấy quản nghiêm lắm nhỉ? Trời ơi có phải mẹ cậu truyền thống lắm không? Trong mắt tôi, giáo viên dạy văn có tuổi ở cấp 3 như diệt tuyệt sư thái vậy, thương cậu thật đấy, có một người mẹ đáng sợ như vậy. Nhưng trên thực tế, bầu không khí giáo dục trong gia đình cô rất thoáng và tự do, thoải mái. Thời thanh xuân mới lớn, thiếu nam thiếu nữ đều dễ rung động. Bố mẹ Nguyễn nhìn ngoại hình của con gái mình đã biết ở trường nhất định có rất nhiều bạn khác giới thích con họ. Bố Nguyễn thầm thở dài, con gái không xin thì lo, sinh thì cũng lo. Em nghĩ nếu con yêu sớm thì mình phải làm sao? Thân là giáo viên ngữ văn cấp 3 nhưng tư tưởng của mẹ Nguyễn lại rất thoáng. Từ yêu sớm này vốn đã có ý nghĩa không tốt, tình yêu thời thiếu niên là trong sáng đơn thuần nhất. Em thấy nếu miên miên có yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt đều là thứ đời người trải qua mà. Đời người không cần phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Trải qua nhiều chuyện rồi khi nghĩ lại mới cảm thấy thật phong phú rực rỡ. Mẹ Nguyễn không cổ hủ chút nào, người cổ hủ là chồng bà. Cho dù bây giờ Nguyễn Sương đã 27 rồi, bố Nguyễn vẫn có cảm giác cô là thiếu nữ 17 bị nam thanh niên hư hỏng lừa gạt tình cảm. Mẹ Nguyễn nói xong nhìn sang chồng, được rồi, để giao cạo râu lại chỗ cũ đi. Bố Nguyễn không tình nguyện, anh ném nó đi nhé mẹ Nguyễn, ném xong lần sau cậu ấy đến lại đem cái mới không phải là xong chuyện sao? Bố Nguyễn lẩm bẩm, anh ném cậu ta đi luôn. Mẹ Nguyễn quát, Nguyễn chấn hải. Kêu cả họ lẫn tên, dọa bố Nguyễn không dám nói thêm một lời. Mẹ Nguyễn sương cao 1m55, bố cô cao 1m8, trên lệch chiều cao khá nhiều nhưng mẹ cô chưa từng phải ngẩng đầu nhìn ông, đa phần bà đều chống nạnh quát. Bố cô không chỉ cuồng con gái, mà còn cuồng vợ sau khi ông đặt dao cạo râu vào chỗ cũ lần mần một hồi mới đi ra trong phòng khách không biết từ lúc nào lại hình thành một hình tam giác bố nguyễn mẹ nguyễn nguyễn sương ba người ngồi ở ba phía nguyễn sương ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng đúng lúc bố mẹ đều ở nam thành hay là mọi người cùng ăn một bữa nhé vừa nói xong bố nguyễn lập tức phản đối không được nguyễn sương ngập ngừng bố bố không đồng ý cho con yêu sao không phải bố nguyễn rất tức giận con không nói sớm bố không mang áo vét đến bố phải xuất hiện một cách trịnh trọng nguyễn sương nhìn mẹ mẹ nguyễn cười dịu dàng hai đứa mới ở bên nhau vài tháng không cần phải vội ra mắt nguyễn sương rót cho mẹ ly nước do dự một lát mới nói thực ra trước kia con với anh ấy từng ở bên nhau một thời gian mẹ nguyễn kinh ngạc từ khi nào vậy hồi học thạc sĩ à thì ra là như vậy bà hỏi là học sinh trường con sao không ạ à, anh ấy hơn con hai tuổi nguyễn sương giải thích bạn chung giới thiệu ạ à. ừm quen biết bình thường người con thích chắc không tồi con cũng rất yêu cậu ấy nên mới quay lại cậu ấy làm gì cơ chế à hay nhân viên văn phòng nguyễn sương nói ra hai chữ ngân hàng mẹ nguyễn ngạc nhiên làm ở ngân hàng à vậy cũng không tồi nhưng nếu là ngân hàng tư nhân liệu có phải không được ổn định lắm không Nguyễn Sương khó khăn mở miệng nói, "Đây là ngân hàng nhà anh ấy, bây giờ anh ấy là chủ tịch ngân hàng." Nghe vậy, bố mẹ Nguyễn cùng nhìn nhau. Bố Nguyễn lắc đầu, "Cậu ấy chỉ hơn con 2 tuổi sao? Không phải 20 chứ?" Nguyễn Sương khẽ nhếch mi, giọng bình tĩnh mang theo chút bất đắc dĩ, "Anh ấy chỉ lớn hơn con 2 tuổi thật mà, em gái anh ấy là trợ lý của con, đẹp trai cao ráo, không có hói tóc." Đẹp trai đến mức nào, có đẹp trai bằng bố thời trẻ không? điều bố nguyễn chú ý đến thật lạ lệch chủ đề mất rồi bố mẹ cô hỏi qua một lượt xong cũng không hỏi thêm nữa cuối cùng chỉ dặn cô phải yêu nghiêm túc hai trái tim chân thành cùng đập mới là yêu thương nhau đương nhiên cũng không thể thiếu chuyên mục tự khoe của bố cô giống như bố và mẹ con mới là chân ái còn chính là kết tinh của tình yêu ấy sau đó lập tức bị mẹ cô gõ vào đầu rất nhanh đã đến trưa hai người dậy sớm lái xe đến nên khá mệt bình thường cũng có thói quen ngủ trưa vì vậy sau khi nói chuyện xong lập tức đi ngủ nguyễn sương cũng về phòng chuyện đầu tiên sau khi về phòng là cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho trần cương sách nguyễn sương em nói chuyện của anh với bố mẹ em rồi trần cương sách trả lời rất nhanh chuyện gì của anh anh cố tình giả bộ như không biết chuyện gì nguyễn sương nói thẳng chuyện chúng ta hẹn hò trần cương sách họ có phản ứng thế nào nguyễn sương thành thật Họ nghĩ bạn trai em có thể không chỉ lớn hơn em 2 tuổi, khả năng cao là lớn hơn 20 tuổi. Trần Cương Sách. Trần Cương Sách, hôm nào anh phải thanh minh một chút. Nguyễn Sương, qua một khoảng thời gian nữa đi. Trần Cương Sách, bố mẹ em định ở lại Nam Thành bao lâu? Nguyễn Sương, bố em không định gặp anh. Cuộc trò chuyện rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Trần Cương Sách hỏi, ông ấy không thích anh sao? anh có điều gì khiến ông ấy không hài lòng à? Nguyễn Sương nhắm mắt lại một lát, sau khi mở mắt ra có hơi do dự, ông ấy không mang bộ vét đẹp nhất đến nên từ chối gặp anh. Từ sau khi bố mẹ Nguyễn Sương đến Nam Thành, Nguyễn Sương và Trần Cương Sách vẫn chưa gặp mặt nhau. Mỗi ngày Nguyễn Sương không chỉ bận rộn công việc, bận xong còn đi dạo phố với bố mẹ. Mặc dù bố mẹ không cần cô đi cùng nhưng cô biết, từ sâu trong lòng họ vẫn mong có con gái ở bên, dù sao thì hai người cũng từ xa đến tận đây cũng là vì nhớ cô rồi bố mẹ cô ở lại nam thành bốn ngày ngày cuối cùng nguyễn sương xin nghỉ nửa ngày để đi xem phim ăn cơm với bố mẹ ăn cơm xong hai người lái xe ra về nguyễn sương không về chung vì bố mẹ nói bố mẹ cũng phải về đi làm không có thời gian ở bên con năm nay mẹ dạy khối mười hai nên hôm nào cũng bận bố con hôm nào cũng chạy từ công trường đến cửa hàng con về nhà cũng không có ai Chị bằng ở lại đây đi. Cho dù phòng làm việc có nghỉ nhưng vì Nguyễn Sương là sếp nên vẫn có rất nhiều việc cần xử lý, vậy nên cô không về cùng bố mẹ. Mẹ Nguyễn kéo tay cô qua, dặn dò, nhớ mỗi ngày phải ăn cơm đúng giờ, đừng có bận công việc mà quên mất ăn cơm, không có gì quan trọng bằng sức khỏe cả, con nhớ chưa? Nguyễn Sương nói, con biết rồi, bố mẹ đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ nói với con một tiếng. Mẹ Nguyễn cười, ừm, vậy bố mẹ đi trước đây, con cũng về đi nguyễn sương nhìn chiếc xe rời đi xong mới xoay người lên lầu căn nhà được bày biện đầy đủ nội thất cũng chỉ là một căn nhà trống trải khác hoàn toàn với khi bố mẹ còn ở đây nghĩ đến đây hốc mắt cô lại nóng lên đột nhiên nguyễn sương nhìn thấy trên bàn có một túi mua sắm bên trên còn có một bức thư nguyễn sương mở ra miên miên sau khi bố con biết tin con có người yêu thực ra đã mấy hôm rồi không ngủ ngon ông ấy lo lắng con bị người ta lừa gạt nhất là do gia cảnh đối phương tốt như vậy. Chắc chắn cậu ấy có điều kiện gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều cô gái, cũng đối diện với rất nhiều cám dỗ. Nhưng mẹ cảm thấy người đàn ông miên miên của mẹ thích nhất định vô cùng ưu tú. Người đàn ông ưu tú tất nhiên sẽ phải đối diện với nhiều cám dỗ. Đời người không sợ gặp phải cám dỗ, chỉ sợ không thể kiên trì được lòng mình. Mẹ thường nói với học sinh của mình rằng, hy vọng các em có thể nghiêm túc với tình yêu mà không phải thấy người khác yêu nhau bản thân cũng cảm thấy ngưỡng mộ mà yêu theo phong trào. Xuất phát điểm của tình yêu không phải là hùa theo, mà là nếu như bỏ lỡ mất người ấy sẽ cảm thấy nuối tiếc, vì vậy phải có được người ấy, nói với người ấy rằng tình yêu của mình nhiều đến nhường nào. Tình yêu rất đơn thuần, cũng rất tươi đẹp. Yêu nhau là điều đẹp để đáng quý. Đời người dài như vậy, không ai trong chúng ta có thể chắc chắn rằng tình yêu này có thể đi được cùng nhau đến bao xa. Mẹ và bố yêu nhau gần 30 năm, trong thời gian ấy xảy ra vô số tranh chấp, nhưng mỗi lần mâu thuẫn xong bố mẹ đều sẽ nghĩ cách phải giải quyết vấn đề ra sao mà không phải đỏ mặt tía tai đổ lỗi cho nhau. Miên miên, mẹ luôn yên tâm về con, bởi vì con luôn xuất sắc ưu tú hơn nhiều so với tưởng tượng của mẹ. Con chín chắn trưởng thành, bình tĩnh, biết bản thân mình muốn và không muốn gì. Nhưng mẹ muốn nói với con rằng tình yêu không được quá lạnh lùng, tình yêu không phải là thứ có thể đem ra so đo lợi và hại, mà là sự rung động nơi trái tim mẹ rất vui vì con đã yêu rất vui vì trên thế giới này có thêm một người yêu con mặc dù bố mẹ thường luôn nói ra yêu cầu của mình với bạn trai tương lai của con nhưng trên thực tế bố mẹ chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là cậu ấy có thể thật lòng yêu con đương nhiên con cũng cần phải yêu cầu ấy nhưng trên thế giới này người con yêu nhất nhất định phải là bản thân mình hình như không còn gì khác để nói nữa vậy thì hy vọng bạn nhỏ của mẹ có thể mãi vui vẻ hạnh phúc mẹ yêu con bố cũng yêu con Toàn bộ nội dung đều do mẹ cô viết tay, dòng cuối bố cũng yêu con là nét chữ của bố cô. Nguyễn Sương trầm mặt một hồi lâu, trái tim đập thật mạnh, khó có thể bình tĩnh được. Cô chậm rãi cúi đầu, bên ngoài ánh mặt trời dần ngã xuống, ánh nắng dịu dàng chiếu lên người. Tấm thư trên tay đột nhiên rơi xuống đất, Nguyễn Sương nhặt lên, nhìn thấy đằng sau bức thư còn có một dòng chữ. Con gái ở ngoài nhớ phải bảo vệ bản thân, miên miên, nhớ phải làm biện pháp phòng tránh bố mẹ không muốn nghe tin con có em bé khi chưa kết hôn. Nguyễn Sương chớp mắt, đầu óc hỗn độn, cô hoang mang mở chiếc túi trên bàn ra, lọt vào mắt là các loại bao cao su. Thậm chí còn có sai siêu lớn, cũng có sai nhỏ. Nhất thời Nguyễn Sương không biết nói gì. Bố mẹ cô cũng thật chu đáo. Thanh minh chuyện Trần Cương sách lớn hơn cô 2 tuổi rất đơn giản nhưng thanh minh chuyện Trần Cương sách dùng sai siêu lớn này, quả thực Nguyễn Sương cảm thấy bất lực. Chương 67 1 sau khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, tháng 10 ập tới lại càng thấy ngắn ngủi. Nháy mắt, cái nóng của mùa hè đã được thay thế bằng tiết trời mát mẻ của mùa thu, gió thổi trong không khí nhẹ nhàng êm dịu. Trần Cương sách đang đi công tác nên hai người chỉ có thể dùng điện thoại di động để duy trì trạng thái mạng nông. Cũng may là dạo này Nguyễn Sương không phải ra ngoài nhiều, mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc ngồi bên máy tính nên chỉ cần Trần Cương sách gửi tin nhắn tới là cô có thể trả lời anh ngay lập tức. Sáng nay Trần Cương sách nói, anh sẽ đến Nam Thành lúc 2 giờ 30 chiều nay, cho em một cơ hội để thể hiện, nhớ tới ga tàu đón bạn trai. Nguyễn Sương lạnh lùng vô tình trả lời, sáng nay em có cuộc họp. Trần Cương sách, buổi sáng họp, chiều không đến được. Nguyễn Sương, em không biết cuộc họp sẽ kết thúc lúc mấy giờ vì bình thường sẽ kéo dài 5 đến 6 tiếng. Trần Cương sách, được rồi, vậy em cho anh một cơ hội thể hiện đi. Nguyễn Sương Trần Cương sách, bạn trai của em sẽ đến đón em sau giờ làm nguyễn sương không kìm được mà nở nụ cười nhưng vẫn khẩu thị tâm phi anh ngồi tàu cao tốc hơn bốn tiếng đồng hồ mệt mỏi rồi về thẳng nhà thì tốt hơn tan làm em sẽ qua với anh trần cương sách không mệt anh khác với nguyễn sương không khẩu thị tâm phi cũng không hiểu cái gì là ẩn ý đằng sau anh nói anh chỉ muốn gặp em anh nói tôi muốn đến gặp em nguyễn sương nhìn màn hình máy tính Lời nói của anh phát ra, như nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của cô làm hai bên mặt đột nhiên nóng bừng. Chỉ là cô không có thời gian nói chuyện với anh nữa nên vội vàng ném xuống một câu em đi họp rồi đóng giao diện trò chuyện với anh. Cuộc họp được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, cũng không có cách nào khác vì không ai đến phòng làm việc sớm cả. Mà yêu cầu của Nguyễn Sương đối với nhân viên là chỉ cần hoàn thành tốt công việc trong ngày nên những người trẻ hiện đại đã quen với việc dậy trễ và mọi người đều ngầm đồng ý đến công ty lúc 10 giờ sáng sau cuộc họp mọi người lười không muốn di chuyển nên nằm sủi lơ xuống mặt bàn rồi gọi đồ ăn mang đến phải mất ít nhất nửa tiếng nửa đồ ăn mới được giao tới nguyễn sương không muốn đợi nên định đi xuống quán cà phê dưới lầu mua phần một ăn đơn giản cô cầm điện thoại lên và bước ra ngoài trong khi mở khóa màn hình đã có rất nhiều tin nhắn của bạn trai gửi tới 1134. trần cương sách đến giờ ăn trưa rồi em họp xong chưa trần cương sách cứ tạm dừng cuộc họp đã em ăn cơm trước đi. 12 27 Trần Cương Sách, Nguyễn Tổng, nhân viên công ty của em không có ý kiến gì sao? Đói bụng mà vẫn học. 13 48 Trần Cương Sách, Nguyễn Tổng, em còn giỏi bóc lột nhân viên hơn anh đấy. 14 18 Trần Cương Sách, đến trạm. Trần Cương Sách, lát nữa anh sẽ đến công ty của em. Trần Cương Sách có bạn gái là một nữ cường nhân, thật tốt. Nguyễn Sương có thể cảm nhận được quán khí rất lớn trong lời nói của Trần Cương Sách. Trong lúc chờ thang máy, cô bấm số điện thoại gọi Trần Cương Sách, âm thanh chờ đợi chỉ vang lên trong hai giây. Giọng nói êm dịu của Trần Cương Sách thay thế cho tiếng bíp lạnh lùng, hình như anh đang cười treo chọc cô, Nguyễn Tổng, học xong rồi sao? Thang máy đã tới tầng, cánh cửa kim loại từ từ mở ra, Nguyễn Sương bước vào. Cô nhấn nút tầng 1, khi cửa thang máy đóng lại, Cô nhếch môi nói, "Cuộc họp kết thúc rồi, bây giờ em đang xuống tầng ăn cơm." "Nguyễn Sương, bây giờ là mấy giờ?" Trần Cương Sách thay đổi giọng điệu vừa rồi, ngữ khí trầm xuống làm tăng thêm mấy phần nghiêm túc, "Em có thể ăn uống theo giờ giấc được không?" "Nhưng cái này không phải em thích là có thể quyết định được, anh đừng hung dữ như vậy." Nguyễn Sương cố gắng dùng thủ đoạn làm nũng để lừa qua ấy. Đúng lúc này, thang máy đã đến tầng 8, cửa thang máy từ từ mở ra. Nguyễn Sương thở dài, Trần Cương Sách, anh. Lời nói đột ngột dừng lại. Người đi vào chính là mẹ của Trần Cương Sách, Lưu Bạch. Nguyễn Sương cố gắng hạ thấp giọng của mình xuống, tín hiệu thang máy không tốt, em nghe không rõ, cúp máy trước nhé. Cô vội vàng cúp máy. Trong thang máy yên tĩnh một lúc, Nguyễn Sương vốn tưởng rằng cô và Lưu Bạch sẽ gặp nhau trong hòa bình rồi có thể rời đi. Tuy nhiên, khi thang máy xuống đến tầng một, phát ra âm thanh điên lưu bạch chậm rãi mở miệng có phải cương sách thường xuyên làm khó cô không sắc mặt của nguyễn sương không thể tốt lên nổi giọng nói của lưu bạch vẫn ôn hòa nhưng mang theo một chút xa cách lịch sự bà tiến lên phía trước vài bước lúc ra khỏi thang máy thì quay người lại mỉm cười với nguyễn sương chúng ta nói chuyện một chút được chứ chỉ mất năm phút thôi cô nguyễn bà gọi nguyễn sương là cô nguyễn một cách tự nhiên nguyễn sương nhắm mắt lại chắc chắn bà ấy đã biết đến sự tồn tại của cô từ lâu nguyễn sương bước ra khỏi thang máy thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo nhẹ nhàng nói được ạ à. tầng một của tòa nhà văn phòng có mấy quán cà phê họ tìm một quán ngẫu nhiên rồi ngồi xuống đuôi lông mày lưu bạch mang theo ý cười bình thường cô thích uống gì nguyễn sương nói lát te ạ à. lưu bạch tôi cũng thích bà quay sang nói với người phục vụ hai ly lát te sau khi gọi đồ xong bà chậm rãi đưa mắt nhìn nguyễn sương nơi họ đang ngồi là cạnh cửa sổ gió thu điều hiu tia sáng ảm đạm bầu trời có vẻ sắp có mưa lớn lưu bạch là người chủ động đi tìm nguyễn sương nên đương nhiên cũng là người chủ động bắt đầu đề tài tính tình của cương sách không được tốt lắm thân là một người mẹ tôi nghĩ mình cũng nên nói cho cô biết hy vọng cô có thể bao dung cho nó nhiều hơn nhưng với tư cách là cùng phụ nữ với nhau thì điều tôi muốn nói là cô không cần vì bất cứ ai mà phải ép mình chấp nhận những điều mà cô không muốn thái độ của bà không rõ ràng nguyễn sương nhìn không thấu nguyễn sương mím môi tính tình anh ấy rất tốt điều này khiến lưu bạch bật cười con trai tôi chẳng lẽ tôi không biết tính nết của nó là tính của một đại thiếu gia từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió chưa bao giờ gặp phải khó khăn thất bại nào nên khá ngạo mạn đối mặt với mẹ của trần cương sách nguyễn sương rất khó để phụ họa theo lời của bà xin lỗi nguyễn sương nguyễn sương nghe được lời xin lỗi này thì khá sững sờ cô không biết phải phản ứng thế nào ngoại trừ nụ cười lịch sự trên môi. Lưu Bạch nói, tôi từng nói với Cương Sách, tôi không mấy hài lòng về cô. vì chuyện này, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô. Nguyễn Sương lúng túng nói, thật sự không cần đâu, gì? cần, con người thì nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. vẻ mặt Lưu Bạch thể hiện thái độ rõ ràng, trong đó hiện lên vẻ ấy nấy. còn có một việc nữa tôi cũng muốn xin lỗi cô. việc gì ạ? À? Khi nghe được tin cương sách muốn quay lại với cô, tôi vẫn quyết giữ ý mình mà cho rằng hai đứa không hợp nhau. À, có lẽ cô đã biết nguyên nhân tôi và bố cương sách ly hôn. Dạ, cháu có nghe nói qua một chút về chuyện đó. Đối tượng ngoại tình của ông ta là một người phụ nữ khá tâm thương. Tôi và ông ta đã quen biết rồi ở bên nhau gần 30 năm. Ông ta nói với tôi rằng ông ta đã gặp được tình yêu đích thực và không còn yêu tôi nữa nên muốn ly hôn. Tôi đã đồng ý ly hôn với ông ta, nhưng kết cục hiện tại thì thế nào chứ? Cái gọi là tình yêu đích thực đã lừa gạt sạch của cải của ông ta. Thân sắc của Lưu Bạch đầy bình tĩnh như thể đang kể về những chuyện tầm thường của người khác chứ không phải nỗi nhục nhã lớn nhất mà bà phải chịu trong đời bị người mình yêu duy nhất phủ định tình yêu. Lưu Bạch thở dài, tôi còn nghĩ rằng cương sách sẽ học được điều gì đó từ chuyện của bố mình. Học được gì đây? Đáp án không cần nói cũng biết học được cách không hạ thấp giá trị của bản thân và yêu một người không cùng thế giới chênh lệch địa vị giai cấp là một sự phân chia không thể nào vượt qua nhưng cương sách lại nói lúc trước khi tôi gả cho bố nó cũng gặp phải rất nhiều lời phản đối vậy mà tôi vẫn không chút do dự lựa chọn gả cho ông ta lưu bạch thả lỏng tấm lưng toàn thân lười nhác ngồi dựa vào ghế tôi chợt nhận ra hình như mình đã trở thành loại người mà trước kia mình từng ghét nhất tôi thích đánh giá thời cuộc cân nhắc lợi hại và coi thường cái gọi là tình yêu đích thực mà giới trẻ đề cao nguyễn sương dừng lại một chút trần cương sách anh ấy lưu bạch ngắt lời hãy nghe tôi nói cho hết nguyễn sương nguyễn sương im lặng nghe bà nói lưu bạch nói hôm nay tôi tới tìm cô một là để nói lời xin lỗi hai là bà nhẹ nhàng nói con trai tôi quả thật để đi đến ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng bởi nó được ký thác quá nhiều kỳ vọng và có gánh nặng của cả một gia tộc đang đè lên vai. Nó có đủ thực lực để đối mặt với tất cả những điều ấy nên mới có thể dễ dàng đứng trước mặt tôi nói nó rất yêu cô. Vì vậy Nguyễn Sương, từ góc độ của một người làm mẹ, tôi hy vọng cô có thể bao dung với nó hơn, thông cảm và hiểu cho nó hơn. Tất nhiên, tôi cũng sẽ nói với cương sách rằng tôi hy vọng nó có thể thật sự kiên trì với tình yêu duy nhất trong cuộc đời nó. Nguyễn Sương cục mi xuống, có lẽ cô không ngờ lưu bạch sẽ nói với mình những lời này nhân viên quán cà phê mang đồ uống đến đột nhiên có một âm thanh vang lên bên tai nguyễn sương theo tiếng động nhìn ra phía ngoài cách một bức tường kính ngăn ra hai khu vực cô đang ngồi trong trần cương sách đứng ở bên ngoài quán cà phê anh đang cầm một chiếc áo khoác vét trên tay mặc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt như thường lệ hai cúc trên cùng mở ra để lộ đường viền cổ áo anh hơi nhướng mày không hiểu cảnh tượng trước mắt Trần Cương Sách nhìn Lưu Bạch, qua khẩu hình miệng có thể đọc được là: "Mẹ đừng làm khó bạn gái của con được không?" Giọng điệu chất vấn, vẻ mặt anh hiện ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Đúng như những gì Lưu Bạch đã nói, anh có tính tình của một đại thiếu gia, thậm chí còn không hề tỏ ra thu liễm với mẹ mình. Anh còn tỏ ra không mấy thiện cảm, đợi con qua. Sau đó quay người rời đi. Nguyễn Sương thu hồi tầm mắt, trước mặt Lưu Bạch vội vàng cầm cốc cà phê trên bàn lên, "Tôi không gặp mặt nó đâu." chuyển lời với nó một tiếng rằng tôi không làm khó cô gì nguyễn sương bất đắc dĩ tính tình nó thật sự không tốt lưu bạch nghĩ thầm nhìn về phía nguyễn sương trong mắt có chút đồng cảm lúc bà rời đi còn lẩm bẩm thế mà cô vẫn có thể chịu đựng được cái tính khí tệ như vậy của nó sao thật kỳ quái lưu bạch rời đi không bao lâu thì trần cương sách đã đẩy cửa quán cà phê bước vào anh bước tới trước mặt nguyễn sương với dáng vẻ mệt mỏi phong trần nhìn khắp xung quanh mẹ anh đâu bà ấy đi rồi. Nguyễn Sương nhớ tới lời căn dặn vừa rồi của Lưu Bạch, nói, mẹ anh không làm khó em, bà rất tốt với em, còn mời em uống cà phê. Một ly cà phê đã mua chuộc được em rồi sao? Trần Cương sách khẽ cười. Ừm. Nguyễn Sương nhìn anh, có phải anh sợ mẹ anh nói gì không tốt với em không? Có cái gì không tốt? Nguyễn Sương đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, Trần Cương sách ngoan cố chen vào ngồi cùng với cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô chầm chầm, đã biết rõ còn cố ý hỏi, khuyên em chia tay với anh nhà. Nguyễn Sương nói, nhân tiện cho em thêm một tấm chi phiếu. Trần Cương sách khẽ nâng cầm, vậy em sẽ chia tay với anh sao? Nguyễn Sương cố ý làm ra vẻ mặt khó xử, phải tùy vào số tiền trên tờ chi phiếu. Chính ra là, mặc dù em không quá coi trọng chuyện tiền bạc cho lắm nhưng nếu có tiền đủ cho em không phải lo chuyện ăn mặc cả đời thì em cảm thấy cũng khó mà từ chối, anh thấy sao? Trần Cương sách cao mày. Thấy anh nhất thời không nói nên lời, Nguyễn Sương đặt tay lên đầu gối anh, gãi gãi lòng bàn tay anh. Cô công môi nhỏ giọng nói, em chỉ treo anh thôi. Cho dù có trả bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng sẽ không chia tay với anh. Trần Cương sách phản ứng rất nhanh, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay anh, siết chặt mười đầu ngón tay một cách thân mật. Anh nói, nếu thật sự có ai đó đưa cho em một tấm chi phiếu và bảo em chia tay với anh. Nguyễn Sương, em đều sẽ nói không? đừng lấy chi phiếu của họ trần cương sách rất chân thành nói anh sẽ cho em nhiều hơn bất cứ ai nhiều nhiều hơn nữa vì thế dù là em rất thích tiền cũng xin em chỉ thích tiền của anh buổi chiều nguyễn sương còn có việc phải làm nên cô gói một phần ăn đơn giản rồi trở về công ty trong lúc chờ đóng gói đồ ăn cô có thể nhận thấy vẻ mặt bất mãn rõ rệt của bạn trai đang rơi trên đỉnh đầu mình anh còn chưa kịp đặt câu hỏi thì nguyễn sương đã lên tiếng trước trong lúc họp em đã ăn chút bánh mì nên cũng không đói lắm. Hơn nữa, tuy em ăn uống thất thường nhưng đảm bảo vẫn ăn đủ ba bữa một ngày. Sắc mặt Trần Cương sách vô cảm, muốn anh khen em sao? Nguyễn Sương trầm mặt mất hai giây, từ nhỏ mẹ đã dạy em không nên keo kiệt lời khen ngợi dành cho người khác. Trần Cương sách bị cô chọc cho tức giận đến bật cười, không nói lại được anh, lại chuyển thành mẹ vợ à. Nguyễn Sương nhận phần ăn đơn giản từ tay nhân viên cửa hàng, tay kia nắm lấy cánh tay trần cương sách hai người bước ra ngoài cô liếc anh một cái sao anh gọi mẹ vợ thuận miệng vậy anh gọi vợ cũng rất thuận miệng em có muốn nghe không trần cương sách cười nửa miệng nói thôi bỏ đi em thích anh gọi em là gì anh hỏi tên nguyễn sương nói miên miên không phải cái này nguyễn sương nói cứ gọi em là nguyễn sương được rồi Trần Cương sách cũng không vui, chúng ta đã tới quan hệ này rồi, anh vẫn phải gọi em bằng tên sao? Bạn trai của em không thể có chút đặc quyền nào khác à? Nguyễn Sương lắc đầu, tàn nhẫn nói, không thể. Trần Cương sách tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là thở dài, bảo bối. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trong không khí chật chội, có một luồng nhiệt mập mờ vây lấy. Anh cúi đầu nói, hơi thở ấm áp vấn vương bên tai cô nguyễn sương nhẹ nhàng đẩy anh ra có camera giám sát anh cách xa em một chút đi anh đâu có làm gì em trần cương sách chậm rãi nói với một giọng điệu trầm thấp âm thanh vô cùng mê hoặc hay là em muốn làm gì đó thầm kín với anh nguyễn sương coi như không nhìn thấy nhưng trần cương sách đã thấy tai cô đỏ bừng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đúng lúc này cửa thang máy mở ra nguyễn sương gần như bỏ chạy ra khỏi thang máy trần cương sách vui vẻ bước ra đi theo cô về phía công ty được nửa đường anh gặp trần tụng nghi trần tụng nghi thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên anh không phải anh đang đi công tác sao trần cương sách nói anh vừa mới về sau đó anh nhận được ánh mắt khinh thường và treo chọc của trần tụng nghi anh vừa đi công tác về đã đến gặp chị miên miên luôn à anh cuối cùng em cũng biết được thể chất của mỗi người không giống nhau có nghĩa là gì thể chất của anh giống như cao da chó vậy vô cùng dính người chương 67 2, Hoàng Chính Văn. Nói chuyện với Trần Tụng Nghi một lát, bên ngoài có nhân viên giao hàng giao đồ tới. Chuyển phát nhanh của Nguyễn Sương. Nhân viên giao hàng nói. Trần Cương sách đi qua mang vào phòng làm việc cho Nguyễn Sương. Nguyễn Sương vẫn đang ăn cơm, thấy hộp đồ trên tay anh cô hỏi, là gì vậy? Trần Cương sách nói, đồ chuyển phát nhanh của em. Nguyễn Sương không có tay nào rảnh cả, bóc ra giúp em với không ổn đâu nhỡ là đồ của riêng tư thì sao ánh mắt anh mang theo ý cười treo chọc cô giống như thiếu chút nữa là viết nhỡ đâu có đồ chơi tình thú thì sao lên trên mặt nguyễn sương cạn lời anh để lên bàn đi em tự mở trần cương sách hay là để anh giúp em mở đi có gì của em anh chưa nhìn qua giữa chúng ta không tồn tại cái gọi là riêng tư nguyễn sương không còn gì để nói trần cương sách mở hộp đồ ra mở ra xong mới biết bên trong có một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay nguyễn sương nhớ ra có một video ngắn cần dùng đến cô không chỉ mua máy ảnh chụp lấy ngay mà còn mua rất nhiều phim ảnh mua ở hai tiệm khác nhau tập phim được giao đến trước nên cô để vào trong ngăn kéo cô hỏi trần cương sách anh có biết dùng không anh có trần cương sách đáp anh không lập tức lắp phim vào máy ngay mà kiểm tra chức năng của máy trước sau đó mới sử dụng trần cương sách chụp cho em một tấm nguyễn sương em đang ăn cơm trần cương sách cười đợi ăn xong thì chụp nguyễn sương nói anh tự chụp một tấm đi sắc mặt trần cương sách cứng đờ lạnh đi em có thấy người đàn ông nào chụp ảnh tự sướng không nguyễn sương suy nghĩ một lát nam diễn viên công ty em đều tự chụp ảnh bọn họ dựa vào ngoại hình để kiếm cơm anh cần phải dựa vào ngoại hình sao nhưng em vừa gặp đã yêu anh nếu không có gương mặt này của anh thì cũng chưa chắc cho dù như vậy Trần Cương sách vẫn không chụp, anh không thể chịu được các ông đã già vẫn dơ máy ảnh lên tự chụp mình. Em thấy lúc anh tham gia hội nghị phóng viên chụp cho anh nhiều ảnh mà. Nguyễn Sương chậm rãi nói. Không ngờ lại bị Trần Cương sách bắt được điểm quan trọng, mấy năm chia tay còn tưởng em bạc tình quên anh rồi, thì ra vẫn trộm xem ảnh của anh. Nguyễn Sương ngây người một lúc lâu, thật ra cô cũng không nghĩ đến việc anh sẽ tự chụp thật, chỉ muốn treo anh nhưng không ngờ lại bị anh treo đùa lại. Vì vậy cô quyết không nói một lời, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn cơm xong cô còn có một cuộc họp, để lại mình Trần Cương Sách ở trong văn phòng. Trần Cương Sách chậm rãi nói, có thể kéo rèm xếp lại được không? Sao vậy? Anh muốn ngủ một giấc. Nguyễn Sương nghe lời kéo rèm lại, cũng kéo cả rèm cửa sổ xuống. Phòng làm việc lập tức tối mờ, Trần Cương Sách cao lớn con người nằm xuống sofa, cũng không bộc phát tính tình của đại thiếu gia nói phòng làm việc của cô quá mức sơ sài ra ngoài nhớ đóng cửa giúp anh. Em biết rồi. Nguyễn Sương mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra điều định nói. Lúc cô rời đi, động tác rất nhẹ nhàng, sau đó dặn dò nhân viên, nếu không có việc gì thì đừng vào phòng làm việc của cô. Bạn trai chị đang ngủ ở bên trong. Cô không giấu giếm gì cả, trực tiếp nói ra trước mặt tất cả mọi người. Nhân viên đột nhiên bị cho ăn cơm chó. Trần Tụng Nghi ngồi tại vị trí của mình cảm khái, anh trai cô cuối cùng cũng khổ tận cam lai like rồi cuộc họp thật dài trần tụng nghi không tham gia vì còn bận công việc khác những đoạn video ngắn có hợp tác với rất nhiều thương hiệu lớn lúc cô liên lạc với đối tác mới phát hiện có thứ đồ để ở phòng làm việc của nguyễn sương mà bây giờ lại cần dùng đến gấp do dự thật lâu một giây sau quyết định sẽ chịu rủi ro là sẽ khiến trần cương sách tỉnh giấc đi vào đó lấy đồ mở cửa ra cô nhẹ tay khẽ chân mới đi được hai bước thì ăn trộm đấy à âm thanh đột ngột vang lên dọa cô hoảng sợ trần tụng nghi nhìn trần cương sách sao anh dậy rồi mà không chịu lên tiếng giọng trần cương sách khàn khàn vừa mới tỉnh trần tụng nghi đề nghị vậy em mở đèn nhé trần cương sách đưa tay kéo rèm ra ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng trần tụng nghi tìm văn kiện sau đó phát hiện trên bàn có một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay công việc gấp lập tức bị cô vứt ra sau đầu hứng thú cầm máy ảnh lên nói anh chụp cho em một tấm với. Trần Cương sách nhíu mày, em không tự chụp được à? Tự chụp không đẹp. Trần Tụng Nghi nhét máy ảnh vào tay Trần Cương sách, dục anh, mau, em vẫn còn có việc. Cô tạo sáng, Trần Cương sách vừa ngủ dậy nên động tác rất lười biếng, cầm máy lên chụp cho cô một tấm. Đợi ảnh được in xong, Trần Cương sách ngẩng đầu nhìn qua. Phía sau cùng là kệ có bày rất nhiều ảnh chụp. Lúc này Trần Tụng Nghi đã tìm được văn kiện, Cô nhìn theo ánh mắt của Trần Cương Sách. Là tấm ảnh chụp trong một sự kiện, trong ảnh có Nguyễn Sương và nhiều người khác. Trần Tụng Nghi ghé lại gần Trần Cương Sách, nói lời châm biếm, ở nơi anh không nhìn thấy, chị Miên Miên như diều gặp gió, không chỉ sự nghiệp thành đạt, trong mỗi tấm ảnh chụp bên cạnh chị ấy đều là trai đẹp. Ở nơi anh không nhìn thấy. "Hả?" Trần Tụng Nghi nói, "Không phải sao?" Trần Cương Sách chỉ vào một tấm ảnh, lễ trao giải tháng 11 năm ngoái. Lúc cô ấy lên sân khấu nhận giải anh đứng ở ngay phía bên trái khán đài, cúp giải được lấy từ tay anh. Sau đó anh lại chỉ sang tấm ảnh bên cạnh. Đại hội sáng tạo tháng 5 năm ngoái, ban tổ chức mời anh tham gia, sau khi nhìn thấy tên Nguyễn Sương anh đã từ chối, sợ cô ấy ngại. Anh nhớ hôm đó cô ấy mặc chiếc váy liền thân màu đen, rất xinh đẹp. Sau khi tiệc tối kết thúc anh vẫn luôn đi theo phía sau xe cô ấy. Rồi anh lại chỉ vào một tấm ảnh khác đoàn phim khai máy anh cũng đi còn có cái này nữa anh cũng ở đó trong mỗi một tấm anh trần cương sách đều đứng ở nơi không ai biết yên lặng ngắm nhìn nguyễn sương anh không xuất hiện trước mặt cô không làm phiền cô anh chỉ yên lặng lặng lẽ đóng vai bị cô ruồng bỏ đó là những sự quan tâm phía sau không ai biết giọng nói nhẹ nhàng giống như đối với anh đây là chuyện hết sức bình thường giống như anh và nguyễn sương chưa từng chia tay vậy anh chưa từng dừng yêu cô Trần Tụng Nghi. Không biết từ khi nào, Trần Cương sách lên tiếng, anh nhìn Trần Tụng Nghi, chụp cho anh vài tấm ảnh. Trần Tụng Nghi cảm thấy khó hiểu. Trần Cương sách thấp giọng, mỗi tấm ảnh, bên cạnh cô ấy đều có người đàn ông khác. Giọng điệu không thoải mái, để ảnh của anh ở bên cạnh. Trần Tụng Nghi trợn tròn mắt, không nhịn được mà nói, anh, anh sắp 30 rồi, sao còn ấu trĩ hơn cả đứa bé 3 tuổi vậy? Trần Cương sách, chụp một tấm cho em năm vạn trần tụng nghi lập tức thay đổi thái độ săn sóc tận tình anh em chụp ngay đây tách tách tiếng chụp ảnh vang lên không có ai để ý đến bên ngoài có một người đứng ở cửa nguyễn sương đặt tay lên tay nắm cửa bàn tay dần không có sức lực mà buông ra hốc mắt nóng bỏng cô xoay người đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại sau đó từng giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi vào khoảnh khắc ấy cô đột nhiên ý thức được một điều thứ còn sâu đậm hơn cả tình yêu là sự tiếc nuối thật nuối tiếc những năm tháng họ chia xa sau khi điều chỉnh lại cảm xúc nguyễn sương mới quay về phòng làm việc cô nhìn tất cả những tấm ảnh chụp trên kệ đều bị trần cương sách dán ảnh của anh lên cô giả vờ như không biết gì mắng anh như vậy mà anh cũng ghe ngà ừm không phải anh đã nói rồi sao người ta lớn lên trong nước ối còn anh lớn lên trong nước giấm trần cương sách không do dự mà đáp cổ họng như có bông gòn chặn lại nguyễn sương không nói thành lời khi trần cương sách ôm cô vào lòng cô chỉ bật cười đợi thật lâu không thấy cô trả lời trần cương sách cúi đầu ở khoảng cách gần như vậy anh nhìn thấy hốc mắt khẽ ửng đỏ của cô yết hầu anh khẽ cuộn lại em sao vậy nguyễn sương nói em không sao chỉ là ừm chỉ là sao vậy nước mắt lại rơi xuống cô nói trần cương sách em chỉ có thể yêu anh thêm năm, 60 năm nữa, thật tiếc. Lời tỏ tình sâu đậm đến một cách bất ngờ, Trần Cương sách như hiểu ra được điều gì đó, anh ôm cô càng chặt hơn, giống như muốn cô hòa lại với cơ thể, đi vào sinh mệnh càng cỗi của bản thân. Thật vinh dự, vẫn được em yêu năm, 60 năm nữa. Tháng 10 vội vàng bước qua, từ sau khi Nguyễn Sương nói chuyện với mẹ của Trần Cương sách, chủ đề nói chuyện giữa cô và anh có thêm hai chữ tương lai. Thỉnh thoảng Trần Cương sách sẽ gọi cô một tiếng vợ ơi. Nguyễn Sương khựng lại vài giây không đáp, mà nói, còn chưa đăng ký kết hôn, đừng gọi linh tinh. Trần Cương Sách, đăng ký kết hôn xong không gọi vợ ơi nữa. Nguyễn Sương không hiểu được logic của anh. Trần Cương Sách cười xấu xa, không có mối quan hệ, ấy, gọi như vậy mới có cảm xúc. Nguyễn Sương hiểu được ý của anh, vậy anh gọi em là chị dâu đi, càng có cảm xúc. Trần Cương Sách vô cùng bội phục năng lực học một hiểu mười của cô. Giữa tháng 11 Nam Thành vẫn nóng như vậy, chỉ có buổi tối mới mát mẻ hơn một chút. Nguyễn Sương đi công tác, đến địa điểm quay phim. Địa điểm quay chụp là ở trường cấp 3 Nam Thành, nhờ có Trần Cương Sách mà trường cấp 3 chưa từng cho phép đoàn phim đến, nay lại phá lệ. Nhưng thời gian quay chỉ được diễn ra vào cuối tuần. Cuối tuần, hiếm khi được nghỉ ngơi, Trần Cương Sách đưa Nguyễn Sương đến đó, Nguyễn Sương treo anh, cuối tuần còn đi làm kim thêm tài xế, Trần Tổng, chẳng trách anh lại giàu vậy. Nguyễn Sương cười không thôi. Kết quả sau khi đến nơi, phát hiện diễn viên quần chúng không đủ, đạo diễn đành nhờ hai người họ. Nguyễn Sương nhận lấy bộ đồng phục, cô cười càng tươi hơn, Trần Tổng làm thêm nhiều việc như vậy, chẳng trách lại giàu thế. Trần Cương sách liếc nhìn cô, nếu không vì em, anh sẽ đến đây làm diễn viên quần chúng sao? Nguyễn Sương chớp chớp mắt, em chưa thấy qua anh mặc đồng phục cấp 3, anh mau đi mặc cho em xem. Dù sao vẫn đang nhờ anh, Nguyễn Sương không chỉ không phản bác mà còn tân bốc anh, nếu như chúng ta học chung trường cấp 3, nhất định sẽ vừa gặp đã yêu. Là người không ai chống đỡ lại được những lời mật ngọt. Mặc dù Trần Cương Sách không hài lòng về việc làm diễn viên quần chúng này, nhưng sau khi vào thay quần áo, khóe miệng cứ cong lên mãi. Sau đó khi thay quần áo xong đi ra, nhân viên đoàn phim nói, diễn viên quần chúng đến rồi, Nguyễn tổng hai người. Nếu như hai người muốn xuất hiện trước ống kính, chúng ta cũng có thể Tôi không muốn. Không đợi cô ấy nói xong, Trần Cương Sách đã trả lời. Nguyễn Sương không nhịn được mà cười, nếu diễn viên đã đến rồi thì chúng tôi cũng không qua nữa. Vậy được. Vậy chúng tôi phải thay đồ không? Không cần đâu, đoàn phim có nhiều đồ lắm, hai người mặc bộ đồ này khá giống đang học cấp 3. Nhân viên xoa đầu cười, giống như cặp đôi học bá thời học sinh. Nguyễn Sương liếc nhìn Trần Cương Sách một cái, anh vô cùng đồng ý mà gật đầu cô nói với nhân viên vài câu rất nhanh sau đó đã đến giờ quay nhân viên liền rời đi bớt đi một người bầu không khí có hơi lạnh đi nguyễn sương hỏi trần cương sách hay là dẫn anh đi dạo quanh trường em nhé trần cương sách nói được hẹn hò ở trường hẹn hò gì chứ nguyễn sương khoác cánh tay anh không nghe người ta vừa nói sao hai người chúng ta giống như cặp đôi học bá thời cấp ba yêu sớm không tốt Nguyễn Sương để ý đến không gian xung quanh. Miên miên. Anh cúi đầu, rất ít khi trên gương mặt không có thái độ treo đùa ái muội. Lúc này anh vô cùng nghiêm túc mà hỏi cô, nếu như chúng ta học cùng trường cấp 3, em sẽ thích anh hay sẽ chọn người khác? Cô biết người khác anh nhắc đến ở đây là ai? Trời thu hoàng hôn ảm đạm, những cánh hoa quế khẽ rơi xuống. Chuyện trong lòng cũng như những cánh hoa ấy. Sau khi suy nghĩ một lát, Nguyễn Sương nói, không phải anh là bạn trai em em mới nói những lời này để nịnh anh trần cương sách khẽ ừm một tiếng anh biết cô sẽ vì để dỗ dành anh mà nói những lời ngọt ngào nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh cảm giác anh mang lại cho em là loại cảm giác em không thể tìm thấy được ở nơi khác giọng cô như hòa vào với hương hoa quế ngọt ngào nhẹ nhàng như một lời nguyện thề nếu như chúng ta gặp nhau thời cấp ba trần cương sách sẽ không xuất hiện thứ cảm xúc gọi là hình như có lẽ trong em ánh mắt cô nhuộm màu hoàng hôn dịu dàng diễm lệ. Đối với chuyện tình cảm, cô luôn bộc bạch thẳng thắn. Chắc chắn em sẽ thích anh. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh, em sẽ chỉ còn anh. Ánh nắng lặng lẽ chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người. Nguyễn Sương đột nhiên gọi anh, dùng một cách gọi mà trước giờ cô chưa từng nói, đàn anh. Nếu như thời cấp 3 chúng ta gặp nhau, đàn anh, nhất định em sẽ thích anh. Bước chân của Trần Cương sách khựng lại, Nguyễn Sương xoay người nhìn anh anh đứng ngược sáng, ánh mặt trời ở phía sau lưng anh chiếu đến, nụ cười của anh cũng như phản phất thêm vẻ đẹp của thời niên thiếu. Đàn em Nguyễn Sương Đôi đồng tử của anh không chịu khống chế mà trầm luân, đốt cháy cảm xúc của cô, anh yêu em. Nguyễn Sương chỉ coi đây là một lời tỏ tình, nhưng một giây sau Trần Cương sách lấy chiếc nhẫn trong túi ra, anh quỳ một chân xuống. Ý của câu anh thích em chính là, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh nắng soi sáng tình yêu ấy, anh muốn ở bên em cả đời em có bằng lòng lấy anh không họ đều mặc đồng phục trường anh lại cầu hôn cô hốc mắt nguyễn sương nóng bỏng lên giống như họ đã yêu nhau từ thời thanh xuân em đồng ý cô nghẹn ngào nói anh cẩn thận tỉ mỉ đeo nhẫn lên tay cô trần cương sách ôm chặt cô vào lòng trái tim lệch nhịp giống như từng đợt sóng vỗ vì đối phương mà hân hoan mãi không nghỉ ngơi cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt chất chứa ý cười của anh đôi mắt cũng lấp lánh giống như ngày đầu. Ngày đầu gặp nhau là một ngày mưa. Là tình yêu oanh liệt, khiến họ nhìn vào mắt nhau, trăng gió như ẩn giấu nơi đây, trăng gió mà chỉ có đôi người hiểu. Nguyễn Sương từng cho rằng đời người dài như vậy, ta phải yêu người xấu một lần mới không lãng phí cuộc đời này. Nhưng sau khi gặp được Trần Cương sách cô mới ý thức được rằng, đời người thật ngắn ngủi, ta nhất định phải yêu đúng người. Chính Văn Hoàng Chương 68-1 Ngoại truyện một giai đoạn phản ứng Chuyện tình cảm của Trần Cương sách từ trước đến nay luôn diễn ra rất chóng vánh. Chỉ mất 2 đến 3 phút để thấy vừa mắc một đối tượng, sau khi chia tay chỉ cần không mất quá một tuần để có thể hoàn toàn quên đi đối phương. Anh không bao giờ lưu luyến tình cảm nên thường thì chỉ có người kia tìm trăm phương ngàn kế muốn nối lại tình xưa với anh. Thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy đối phương dùng danh tiếng của anh để đi reo rao khắp nơi anh thì không quan tâm, nhưng Chí Cảnh Đình lại nuốt không trôi nên hay ra mặt giải quyết thay. Thủ đoạn của Chí Cảnh Đình thô bạo và tàn nhẫn, ra tay với tình cũ của anh mà không hề nể nang gì. Những người trong vòng đều nói rằng Chí Cảnh Đình không giữ mặt mũi cho Trần Cương sách, anh ta nghe vậy chỉ ngậm lấy điếu thuốc mỉm cười thản nhiên. Với giao tình sâu đậm của anh ta với Trần Cương sách, nếu Trần Cương sách không ngầm cho phép, sao anh ta dám ra tay tàn nhẫn với những người phụ nữ kia? Vì vậy sau khi nghe tin Trần Cương sách bị đá, phản ứng đầu tiên của Chí Cảnh Đình là sốc. Phản ứng thứ hai là, cô gái này không phải kẻ lừa đảo đấy chứ. Có cần tôi giúp điều tra thêm không? Trước đây Trần Cương Sách luôn ngầm đồng ý nhưng lần này lại khác. Đừng chọc vào cô ấy, anh nói. Ánh đèn trong quán ba mờ ảo, sương khói khắp nơi tựa như bao trùm toàn bộ thế giới mờ mịt. Những nam nữ trẻ tuổi uống rượu say khước đến gần như sa đọa, đôi tay cứ như rắn không xương mà cuốn quanh thân thể người khác giới. Nơi đây là một thế giới mà ngay cả không khí cũng bị bao phủ bởi một làn sóng nhiệt mơ hồ. Chỉ có duy nhất khu vực trung tâm chỗ Trần Cương Sách mới toát ra vẻ lạnh lùng xa cách khó tiếp cận. Ba ngày, anh đàm phán với đối tác, nghiên cứu cổ phiếu, quậy tung tạo nên cơn sóng thị trường rồi lạnh lùng xoay chuyển tình thế về phía mình. Đến đêm, những sự ngụy trang của ba ngày sẽ biến mất, trong vòng anh là một cậu quý tử đẹp trai đào hoa điển hình, sinh ra để dạo chơi dưới nhân gian hôm nay là một khoảnh khắc hiếm hoi thấy anh mất tinh thần. Trong lòng Chí Cảnh Đình không khỏi kinh hãi nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ treo chọc thường ngày, cũng không phải chưa từng chia tay, sao cậu lại ủ rũ như vậy? Trần Cương sách lắc lắc ly rượu trong tay nhưng không hề uống. Không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cười gần với ý vị không rõ ràng, lần đầu tiên bị vứt bỏ, cảm giác cũng khá là mới mẻ. Trong sắc mặt cậu không giống như đang cảm thấy mới mẻ. Vậy trông giống gì? Trần Cương sách ngước mắt, tỏ vẻ khiêm tốn muốn tìm kiếm đáp án. Chí cảnh đình suy tư hồi lâu, đột nhiên vỗ tay một cái, dùng một câu nói đang trang hiện nay thì là giống như chó con bị ướt mưa. Nghe vậy, Trần Cương sách khẽ cười lạnh, không vui nói, cậu mới là chó ấy. Tiếng trống thình thình dồn dập, tiếng nhạc khiến Thái Dương anh nhức nhối. Trần Cương sách đặt ly rượu trong tay xuống, một chân dẫm xuống đất trước rồi bước xuống ghế. Anh nói, không có tâm trạng về nhà đây. Chí cảnh đình bày ra nét mặt kỳ quái, vội vàng đi theo Trần Cương sách ra khỏi quán ba. Gió đông lạnh thấu xương, Chí cảnh đình chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, run rẩy vì lạnh. Lại nhìn Trần Cương sách trước mặt, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhưng dáng đi lại thẳng tắp, thoạt nhìn không có chút biểu hiện nào là bị lạnh. Chí cảnh đình cùng anh lên xe, lúc thắt dây an toàn, Trần Cương sách lạnh lùng nhìn anh ta, cậu qua đây làm gì? Chí cảnh đình nói, tôi và vị hôn thê cãi nhau. Tối nay không về nhà, phiền cậu chứa chấp tôi một đêm." Bộ dạng anh ta cà lơ phất phơ, mặt dày vô sĩ cực kỳ. Trần Cương Sách nói, "Cậu có nhiều nhà như vậy sao phải tới chỗ tôi?" Chí Cảnh Đình nói, "Không phải căn nhà bên kia của cậu có trồng một cái cây cổ thụ sao?" Tốn bao nhiêu tâm sức như vậy, ngay cả cựu thị trưởng cũng biết, cuối cùng lại đào lên chỉ để lấy lòng một cô gái. Trước đây tôi thật sự chưa từng thấy cậu làm thế với một cô gái nào trần cương sách liếc anh ta một cái lăn khỏi đây chí cảnh đình vui vẻ mới nói mấy câu thôi đã không vui rồi đôi mày trần cương sách âm trầm hai người từ khi mới sinh ra đã gắn bó thân thiết với nhau nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh chí cảnh đình không trêu chọc nữa anh ta hất cầm về phía trước lái xe đi tôi uống rượu rồi tài xế bị cô ấy mang đi rồi tôi không lái xe được lại lười tìm chỗ khác ngủ cứ coi như cậu rủ lòng thương cho tôi tá túc một đêm trần cương sách không còn sức lực đối phó anh ta đành lái xe đưa anh ta về nhà mình chỗ anh về không phải căn hộ nơi anh sống cùng nguyễn sương mà là một căn hộ khác ở trung tâm thành phố chí cảnh đình vô tri mà treo chọc anh cậu sợ nhìn vật nhớ người nên không dám ở chỗ đó à ngậm miệng lại được không sắc mặt trần cương sách lúc này đã tối đen như bầu trời đêm bên ngoài ok chí cảnh đình thành thật mà ngậm miệng chí cảnh đình ngủ ở phòng khách nửa đêm còn bận rộn tám chuyện điện thoại với một cô gái nào đó đàn ông xuất thân như bọn họ quả thật không có chút đạo đức nào dù đã có vợ sắp cưới nhưng ở bên ngoài vẫn treo hoa ghẹo nguyệt mà vợ sắp cưới của anh ta cũng không phải kiểu phụ nữ nội trợ nhàn nhã yên phận cô ta ở bên ngoài cũng đang bao nuôi một nam sinh viên đại học khác không ai nói với ai cả vì vậy trong nhận thức của chí cảnh đình trên đời này căn bản không có thứ gì được gọi là tình cảm sâu đậm cũng không tồn tại thứ gọi là thâm tình một lòng một dạ anh cũng không tin trần cương sách sẽ có liên quan đến hai chữ này cho đến tối hôm ấy trong điện thoại có rất nhiều tin tức truyền đến khoảng thời gian đó tình hình vốn đã bất ổn số người tử vong ở thành phố đó đang ngày càng tăng lên còn số cao đến mức đáng báo động ngay cả những người có cuộc sống an nhàn thoải mái như họ cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi đối với bọn họ mà nói điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là bị người mình yêu phản bội hay sự chửi bới của người thân mà chính là cái chết một khi đã chết đi thì mọi thứ từng có đều chỉ là cát bụi sau đó không hiểu sao lại có người nói nguyễn sương cũng ở đó trần cương sách và nguyễn sương ở bên nhau hơn nửa năm chưa từng có người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy hơn nữa trong thời gian ấy mọi hành động của anh quả thực quá lộ liễu thể hiện tình cảm quá mức khiến cho mọi người trong vòng đều biết đến sự tồn tại của nguyễn sương tin tức này nối tiếp tin tức khác ai nói Người gửi tin nhắn không ai khác chính là Trần Cương Sách. Người được hỏi sửng sốt, sau đó trả lời, "Quý tư âm nói vậy?" Trong lòng Chí Cảnh Đình khẽ rung lên, sau đó anh ta nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Chí Cảnh Đình cũng vội vàng mở cửa, nhìn thấy Trần Cương Sách mặc đồ ở nhà bước ra ngoài, bên cạnh có một chiếc áo khoác. Anh thậm chí còn không có thời gian để thay quần áo. Chí Cảnh Đình gọi anh lại, "Đừng nói với tôi là nửa đêm nửa hôm cậu đi tìm Nguyễn Sương đấy nhé." trần cương sách không chút do dự ừm tôi qua đó một chuyến chí cảnh đình cậu đi ngà trần cương sách bình tĩnh nói một mình cô ấy ở bên đó tôi không yên tâm chí cảnh đình cô ấy đang ở cùng quý tư âm trần cương sách chính bản thân quý tư âm còn không lo được nguyễn sương còn phải chăm sóc lại cô ta đấy chí cảnh đình nhịn không được tức giận nói trần cương sách cậu quên là hai người đã chia tay rồi sao màn đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh có tiếng tuyết rơi trong phòng hơi ấm mờ mịt trần cương sách có cảm giác vô số bông tuyết ngoài kia đã biến thành gai nhọn đâm vào trái tim anh anh thở dài một hơi nặng nề và nói tôi đi tìm cô ấy không phải để nối lại tình cũ chí cảnh đình hỏi anh vậy cậu đi tìm cô ấy làm gì trần cương sách nói tôi chỉ muốn xác nhận rằng cô ấy đang an toàn nó không liên quan gì đến tình yêu hay ham muốn ích kỷ nào tất cả những gì anh muốn là thấy cô an toàn không có chuyến bay nào vào lúc nửa đêm, máy bay riêng của anh phải xin đường bay dài nên sẽ phải chờ đợi một thời gian khá lâu, vì thế anh đã chọn đi đường cao tốc. Hơn 8 tiếng lái xe trên cao tốc cũng đủ để anh tỉnh táo lại. Nhưng khi đã tỉnh táo, anh càng cảm thấy việc mình đang làm không hề sai. Không có gì sai cả. Hai. Họ đã không quay lại với nhau. Trần Cương Sách đã lĩnh hội được sự bạc tình bạc nghĩa của Nguyễn Sương. Anh không hỏi cô ngọn nguồn là vì sao người trưởng thành đôi khi có sự thấu hiểu ngầm với nhau để giữ gìn thể diện sau chia tay đây là quan điểm của anh và anh cũng hy vọng mọi mối quan hệ của mình đều sẽ bắt đầu và kết thúc một cách tốt đẹp đầu xuân năm sau ông cụ trần đến chùa thiên trúc để cầu phúc theo thông lệ hàng năm tất cả con cháu của trần gia đều đi theo hàng năm chùa thiên trúc đều đóng cửa một ngày cũng là vì ông cụ trần cả một gia tộc lớn mạnh mà trần cương sách lại đang đi ngay bên cạnh ông cụ trần địa vị rõ ràng anh từ lâu đã được mặc định sẽ là người thừa kế và mọi vấn đề lớn nhỏ liên quan đến ngân hàng đều do anh làm chủ trần tụng nghi đứng trong đám đông nghe mọi người bàn tán rằng ông cụ trần có ý định buông bỏ mọi quyền lực và để trần cương sách tiếp quản hoàn toàn ngân hàng một kẻ như bố anh mà lại sinh ra được một đứa con trai như vậy cho dù vũ tính không giỏi giang nhưng ít nhất ông ta cũng có mắt nhìn trong việc lựa chọn bạn đời với một người vợ cũ như lưu bạch con trai ông ta hẳn cũng sẽ không kém cạnh cũng đúng. Nhưng nếu Lưu Bạch muốn để Cương Sách tiếp quản công ty của cô ấy thì sao? Cương Sách phải làm thế nào? Những cuộc tranh đấu hào môn thường xảy ra trong giới nhà giàu thực tế lại không xảy ra ở Trần gia. Thay vì một mình đảm đương mọi thứ thì mọi người trong gia tộc này càng muốn hướng tới cuộc sống nhàn nhã hơn, không cần phải vận động trí óc hay tính toán lòng người. Họ cứ yên tâm chờ chia cổ tức hàng năm và tận hưởng sự giàu có do niềm tin mang lại. Tất cả mọi người đều đang quan tâm Trần Cương Sách chú ý tới lựa chọn của anh trong tương lai anh ấy không còn trẻ nữa đây là thời điểm thích hợp để tìm một người bạn đời phù hợp lúc đó trần tụng nghi vẫn chưa tốt nghiệp với con mắt nông cạn và kiến thức hạn hẹp cô coi thường mấy chuyện như hôn nhân hào môn trong giới và xem thường mấy lời nói của các vị trưởng bối vừa cầm nén hương cầu phúc trần tụng nghi vừa lặng lẽ bước đến bên cạnh trần cương sách anh ừm trần cương sách liếc cô một cái trần tụng nghi nâng cầm một mặt cầu xin, con cầu xin Đức Phật ban cho anh con một đại mỹ nhân. Trần Cương sách nheo mắt, cười nhạt, thật sao? Ừm. Cô hỏi, anh cầu Đức Phật điều gì vậy? Nói rồi cô nhìn sang anh với vẻ mặt nghiêm túc, thành kính mà kiên định. Trong ấn tượng của cô, anh trai không phải là người tin vào thần Phật. Trước đây mỗi khi đến chùa Thiên Trúc, anh chỉ đi lướt qua, cầm nén hương chắp tay cho có lệ. Khi ông nội nhìn thấy cảnh đó đều sẽ mắng anh, Đức Phật đang giỏi theo đấy, đừng có làm gì không nghiêm chỉnh. Trần Cương sách chậm rãi cúi đầu, trong đôi mắt đen nhánh mang theo một tia hẹp hòi. Giọng anh lạnh lùng, chậm rãi nói, cầu xin sự tỉnh táo, ngày càng tỉnh táo hơn nữa. Trần Tụng nghi bối rối nhìn anh. Như thể chỉ là ảo giác, dây tiếp theo, trong mắt Trần Cương sách lại tràn ngập ý cười treo chọc. Anh đưa tay xoa xoa đầu Trần Tụng Nghi, năm nay em tốt nghiệp nhỉ. Sau khi tốt nghiệp có dự định làm gì? nếu không có thì về nhà làm một công chúa nhỏ đi anh nuôi em em không thèm cô thẳng thừng từ chối em không muốn là một cô công chúa nhỏ chỉ biết duỗi tay khi mặc quần áo và há miệng khi ăn em muốn kiếm tiền để nuôi chính bản thân mình và có một sự nghiệp lẫy lừng ở một góc độ nào đó một thời điểm nào đó trần cương sách nhìn trần tụng nghi có hơi thất thần sự thất thần của anh rơi vào mắt trần tụng nghi khiến cô có cảm giác như anh trai đang nhìn một người khác thông qua cô trần tụng nghĩa kéo tay áo trần cương sách anh gọi mấy lần trần cương sách mới phản ứng lại anh nói đi thôi trần tụng nghi do dự gọi anh anh ừm em nghe nói anh từng vì một người mà đã mạo hiểm mạng sống của chính mình những lời đồn đại tưởng nhảm nhí đó cuối cùng vượt qua cả thái bình dương và đến tai trần tụng nghi cô nói rất đơn giản như kiểu không cần đoán cũng biết trong câu chuyện này nhất định có rất nhiều lời tân bốc trần cương sách thản nhiên cười nói mọi người đều nói đồ thôi trần tụng nghĩa hỏi thật sao trần cương sách tỏ ra bất cần hỏi lại em cho rằng anh sẽ vì một người phụ nữ mà liều mạng sao anh của em thiếu phụ nữ hả trần tụng nghi mạnh dạn lắc đầu trần cương sách nói không có gì anh rời đi trước trần tụng nghi nhìn bóng lưng anh những lời thì thầm rơi xuống từ bầu trời mưa tầm tã những lá cờ cầu nguyện màu đỏ tung bay trong không trung thổi lên những lời cầu nguyện của vô số tín đồ bốn phía được bao quanh bởi những ngọn núi xanh tốt anh đứng nơi đó dáng người cao lớn thẳng tắp trông thật cô đơn và lẻ loi trước đây trần tụng nghi từng nghĩ rằng chẳng có điều gì anh cô muốn mà lại không có được cũng sẽ không bao giờ cô đơn bởi bất kỳ mối quan hệ nào nhưng vào khoảnh khắc này nhìn bóng dáng anh hòa vào đám đông ồ ngào tất cả những gì cô thấy là sự cô độc của anh cô chợt thấy thương anh trai Rõ ràng anh ấy đã có tất cả mọi thứ nhưng trong đôi mắt kia lại có vẻ hoang vu cuồng giả, không có cây cối nào có thể mọc ở đó. Chương 68 2 3 Sau khi chia tay, Trần Cương sách rất ít khi nhớ tới Nguyễn Sương. Cô biến mất khỏi tầm mắt anh, nhưng không biến mất khỏi thế giới của anh. Sẽ luôn có người đến nhắc nhở anh rằng anh đã từng vì cô mà nhờ và rất nhiều mới mua được gốc cây đại thụ kia. Cho nên anh dứt khoát không sống trong căn hộ đó nữa ngôi trường nổi tiếng nhất ở nam thành là nam đại có bảy cơ sở nằm trong số đó nằm ở tại thành phố thỉnh thoảng khi đi dạo trên các con phố ngước lên là có thể thấy khuôn viên nam đại hàng năm ngân hàng đều sẽ tuyển dụng nhân viên mới và gần một nửa trong số đó đến từ nam đại trong tâm trí trần cương sách anh luôn nghĩ đến nguyễn sương vào những thời điểm không thích hợp ngay cả khi bỏ lại công việc thì trong cuộc sống anh thích đưa cô đi ăn ở nhiều nhà hàng khác nhau nên dù có đến nhà hàng nào anh cũng sẽ luôn nhớ đến cảnh tượng khi đưa cô đến đó quần áo trong tủ của anh thường là ba màu xám đen trắng hôm nào cô hứng lên sẽ chọn một chiếc áo sơ mi trắng mặt vào để quyến rũ anh khi anh cạo râu cô còn cố tình chọc chọc bọt trên mặt anh khiến anh cạo râu cũng không được yên cô sống nồng nhiệt cô yêu cũng vậy cô khác với tất cả những người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc tình yêu của cô được đặt ngang hàng với anh cô không coi anh như một kính ngưỡng cô cũng không bao giờ lấy lòng anh để nhằm lấy được lợi ích gì đó từ anh cô thích anh chỉ đơn giản vì anh là trần cương sách điều cô muốn ở anh là đôi mắt anh là một chút cảm giác đau lòng và yêu thương từ anh trần cương sách cảm thấy ham muốn này của cô trong tình yêu thật nực cười và trẻ con nhưng trong lúc cười nhạo cô anh vẫn cam tâm tình nguyện trao cho cô tất cả những gì cô muốn không ai có năng lực như cô năng lực khiến anh mê mẩn như bị ma xuôi quỷ khiến vì vậy quá trình quên cô có chút gian nan anh bắt đầu với một giai đoạn rút lui dài không thấy hồi kết sẽ thật tốt nếu anh thực sự có thể buông bỏ hoặc dừng lại thay vì mỗi ngày đều lên mạng xem dòng trạng thái của cô như kẻ điên rồ hay tìm kiếm những manh mối liên quan đến cô trong vòng bạn bè của quý tư âm tìm kiếm những dấu vết mà cô có thể để lại cuộc sống của cô vẫn phong phú và đầy màu sắc và nó sẽ không vì thiếu đi anh mà trở nên đơn bạc nói đúng ra Cô còn vui vẻ hơn khi sống không có anh. Trong quá khứ, hầu như ngày nào cô cũng ở bên cạnh anh. Nếu có thể chấm điểm cho người yêu tối đa 100 điểm thì Trần Cương Sách sẽ cho cô 99 điểm theo quan điểm hoàn toàn công bằng và khách quan. Một điểm còn lại là do anh ích kỷ riêng, mong muốn cô trở thành người yêu của mình. Nếu tình yêu của em không thuộc về anh thì cuộc đời anh cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Anh hầu như không bao giờ chụp ảnh và album ảnh trên điện thoại của anh cũng trống rỗng nhưng mỗi khi thấy ảnh của cô tay anh cứ như mất khống chế mà nhấn nút lưu xuống trong vô thức sau khi tỉnh táo lại anh sẽ phỉ nhổ mấy hành vi hèn hạ này của mình thế nhưng anh vẫn không xóa bỏ nó những lời cầu nguyện với đức phật rõ ràng là không có tác dụng gì tỉnh táo hơn tỉnh táo thêm chút nữa dù biết là vô lý nhưng vẫn tỉnh táo chìm đắm cuộc sống của anh không hề nhàn nhã lịch trình hàng ngày luôn dày đặc và anh gần như không có thời gian để nghỉ ngơi ngay cả thời gian ngủ cũng không quá 6 tiếng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi anh sẽ đến quán bar ở Chí Cảnh Đình. Chí Cảnh Đình hay treo tức anh, lặp đi lặp lại mấy câu này nhưng chỉ giống như một quyền đấm vào lớp bông. Trần Cương sách không đau không ngứa mà cười lạnh lùng hoặc có khi thì dơ ly rượu lên, mỉm cười có chút lơ đảng. Chí Cảnh Đình chửi anh không được liền đổi sang nhờ một người khác. Người ra tay đương nhiên là đoạn chuẩn ngạn, kẻ độc mồm nhất trong số họ. Đoạn chuẩn ngạn nói quay đầu lại cũng không phải chuyện đáng xấu hổ chí cảnh đình tức giận gầm lên tôi bảo cậu mắng cậu ta chứ không nhờ cậu khuyên lùi đoàn chuẩn ngạn mở hai tay nhún nhún vai lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ai có thể mắng được cậu ta từ trước đến nay cậu ta luôn là người có chính kiến có mục đích có mười con trâu kéo cũng không quay đầu lại chí cảnh đình trước đây không phải đều là cậu kéo cậu ta trở lại sao đoàn chuẩn ngạn lúc trước là cậu ta kéo tôi trở về chí cảnh đình cậu chỉ khoác lác là giỏi cậu ấy khuyên cậu đừng ra tay với con gái của bảo mẫu cậu nghe sao đoạn chuẩn ngạn cậu ta chỉ nói ra tay đừng quá tàn nhẫn chí cảnh đình chí cảnh đình thực sự không thể hiểu rõ được hai người này trước kia hai người họ là hai kẻ cấu kết làm chuyện xấu cùng nhau nhiều nhất một người có vẻ không phải là người tốt còn người kia thực sự không phải là kẻ tốt lúc tụ lại một chỗ họ thực sự không làm ra được chuyện gì tốt đẹp nếu không khiến cho ai đó tán gia bại sản thì cũng là chia rẽ gia đình. Anh ta chỉnh lại, đáng lẽ tôi không nên nói chuyện với hai người. Đó là lỗi của tôi. Sau khi Chí Cảnh Đình rời đi, đoạn chuẩn ngạn cầm ly rượu trên bàn, cũng ly với Trần Cương Sách. Trần Cương Sách lười biến liếc anh ta một cái. Đoạn chuẩn ngạn cười nói, thích thì theo đuổi lại đi, không có gì đáng xấu hổ cả. Trần Cương Sách ngẩng đầu, trong mắt trống rỗng, lại có vẻ thờ ơ. Đoàn Chuẩn Ngạn nói, tôi nghe nói bạn trai cũ của cô ấy vẫn còn rất thích cô ấy, người phụ nữ này khá có năng lực, khiến cả hai người bạn trai cũ đều vẫn yêu mình. Trần Cương Sách cuối cùng cũng phản ứng lại, cô ấy có thể có năng lực gì gì? Cậu còn thật sự khen cô ấy. Cô ấy không có năng lực sao? Ừm, lúc ở bên tôi, cô ấy không lấy một xu nào, cũng không ngầm đòi tôi phải tặng quà cho cô ấy. Chỉ có kiểu phụ nữ này mới có bản lĩnh. Đoàn Chuẩn Ngạn cười suy cô ấy không nhận gì cả, chỉ lấy đi trái tim của cậu. Trần Cương sách nhìn lên trần nhà. Trần quán ba tràn ngập ánh sáng lập lòe, như sóng biển dâng cao rồi hạ xuống. Ánh sáng xanh thẳm trong kỳ quái và ảo diệu. Anh nhắm mắt lại vì mệt mỏi, vì bất lực, vì đó là sự thật anh phải đối mặt nhưng anh không muốn đối mặt, cũng không dám đối mặt. Làm sao để đối mặt với chính mình đây? Anh từng nghĩ rằng anh sẽ chơi bời cả đời anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai hay bị ai ràng buộc bởi tình yêu. Đương nhiên cũng sẽ không bị Nguyễn Sương trói buộc. Nếu phải dùng một từ để hình dung thì anh nghĩ đó là thuần phục. Khi còn trẻ, anh có đọc qua một cuốn sách, trong đó có câu nếu em thuần phục được anh, chúng ta sẽ cần nhau. Đối với anh mà nói, trên thế giới này em là độc nhất vô nhị, anh đối với em cũng là duy nhất trong thế giới. Nhưng cô vẫn không chế ngự anh. Chính anh là người bị cô thuần phục để cô trở thành người duy nhất trong thế giới của mình. Anh trở thành kẻ tò mò trong cuộc đời cô, ở nơi góc tối âm u cô quạng quan sát nhất cử nhất động của cô. Cô cười lên thật đẹp. Cô xinh đẹp hơn trước nhiều. Trước kia ánh sáng của cô chỉ có thể chiếu sáng một mình anh, nhưng giờ đây cô lại là một ngôi sao cực kỳ tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Cương Sách cũng đang ngước nhìn cô. Người chủ trì thấy anh nhìn chầm chầm vào Nguyễn Sương liền hỏi, có cần tôi mời cô nguyễn tới dùng cơm cùng anh không quá khứ đã trôi qua lâu rồi chuyện giữa anh và nguyễn sương đã sớm bị người khác lãng quên tất nhiên anh không cố nhớ đến cô nhưng cô luôn tồn tại trong thế giới của anh như không khí như gió như mọi thứ hữu hình và vô hình trên cuộc đời này hậu quả nghiêm trọng của giai đoạn đó để lại là để cô trở thành liều thuốc phiện tinh thần trong cuộc đời anh khiến anh hoàn toàn không thể quên được cô trần cương sách lắc đầu cười nói cô ấy trông rất giống bạn gái cũ của tôi người chủ trì nói có lẽ hai người có duyên có cần tôi giới thiệu một chút không một thực tế phổ biến trong kinh doanh trần cương sách nói không cần tôi không có hứng thú với những sự lựa chọn thay thế không ai thích thứ thay thế nhưng cô không phải kẻ thay thế cô là độc nhất vô nhị cuối mùa xuân anh nhận được thiệp mời từ chính tay bố của quý tư âm mời anh đến dự tiệc đính hôn của quý tư âm. Nụ cười trên môi anh nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh nhẹ nhàng nhận lấy và nói, nếu có thời gian, nhất định tôi sẽ đến đó. Lúc đó anh phải xử lý rất nhiều công việc của bản thân, làm liên tục không ngơi nghỉ suốt ngày đêm, mệt mỏi đến mức ngã đau ngủ đó. Cũng vì điều này mà anh vô tình đánh rơi điện thoại. Chiếc điện thoại di động lưu tất cả hình ảnh của cô trong những năm gần đây, hình nền màn hình khóa và màn hình chính đều là ảnh của cô ẩn giấu tất cả những góc khuất không ai biết của anh ngay cả những người bạn quen biết anh nhiều năm cũng không thể tin được rằng anh lại lưu luyến mãi không quên bạn gái cũ đến mức độ này điện thoại di động cùng lắm chỉ là vật chứng mà vật chứng thì có thể làm giả được nhưng trái tim lại không cách nào nói dối khi đối mặt với chính mình trần cương sách nhất định phải thẳng thắn đối mặt với chính mình sau khi bị mất điện thoại di động anh đã rơi vào trạng thái mất hồn mất vía có lẽ vận mệnh thần kỳ ở chỗ nó rất giỏi treo đùa con người đêm trước lễ đính hôn của quý tư âm, Trần Cương sách lại mơ thấy Nguyễn Sương một lần nữa. Trong giấc mơ, cô đang nói lời tạm biệt anh với một thái độ quả quyết, rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi lạnh thấm vào cơ thể, tề bút khiến anh chết lặng, cơ thể không có cách nào cử động được, đại não vẫn còn hoạt động, ý thức duy nhất trong đầu anh là, anh muốn đi tìm cô. Chỉ một lần thôi chỉ đi tìm cô lần này thôi chỉ cần cô liếc nhìn anh một cái trần cương sách sẽ không nhận thua sau đó anh đến dự tiệc đính hôn của quý tư âm lúc bàn tiện nhìn thấy anh không khỏi treo chọc anh cương sách chúng ta quen biết nhiều năm như vậy anh nói thật đi anh đến đây là vì nguyễn sương đúng không trần cương sách lạnh lùng nhìn cậu ta tôi nhàn rỗi đến vậy sao vì một cô gái mà làm to chuyện bàn tiện bán tính bán nghi thật sự không phải vì nguyễn sương sao trần cương sách cười lạnh chi bằng cậu cứ nói mấy năm nay tôi vì nguyễn sương mà thủ thân như ngọc bàn tiện cảm thấy điều đó là không thể chuyện ấy không có khả năng nhìn anh có vẻ không phải kiểu người cấm dục quá ba ngày trần cương sách chậm rãi lau tay khóe môi nhếch lên cậu rất hiểu tôi đấy bàn tiện lại hỏi vậy em mạo mùi hỏi chút trong khoảng thời gian này anh đang ở cùng người phụ nữ nào người mẫu hay hóc gơ mạng chẳng lẽ lại là những đối tượng xem mắt kia? Đến mấy đối tượng xem mắt mà anh cũng không buông tha sao? Tôi đi xem mắt chỗ nào? Trần Cương sách nghiêng mặt, đáy mắt hiện lên một tia khô khốc khó hiểu. Bàn tiện nói, mọi người trong vòng đều nói anh đang đi xem mắt. Người nhà ai cũng đang giới thiệu cho anh. Trần Cương sách, không có đi. Sau đó bàn tiện dường như đã bắt được thóp của anh, hả hê nói, anh nói anh đã buông bỏ, anh nhìn xem, anh vẫn vì Nguyễn Sương mà không tình nguyện chịu đi xem mắt. Trần Cương sách bất đắc dĩ, tại sao nhất định phải kéo Nguyễn Sương vào chuyện của tôi? Bàn tiện lúng ta lúng túng, em luôn cảm thấy hai người có thể quay lại với nhau. Trần Cương sách đang ngồi trong phòng tiệc ồn ào, đôi mắt trống rỗng, trong tầm mắt, anh nhìn thấy Nguyễn Sương rời khỏi phòng tiệc, chưa đầy nửa phút sau Chu Hoài An cũng đi ra ngoài. Đôi mắt anh lúc ấy giống như một vùng chết chóc, lạnh lão và tối tăm bàn tiện không để ý tới tâm trí đang lang thang của anh, đẩy anh một cái, Chu Hoài An đã đi theo rồi, sao anh không qua đó xem xem. Trần Cương sách dừng một chút, ném cho cậu ta một ánh nhìn lạnh lão, trông tôi giống kẻ rảnh đến phát điên sao. Lời thốt ra khỏi miệng, Trần Cương sách cũng ý thức một điều rằng, sự rời đi của Nguyễn Sương dần để lại một khoảng trống trong cơ thể của anh. Anh đã học được thói khẩu thị tâm phi và giỏi nhất là chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh không nghĩ về chuyện quá khứ sao? anh không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ sao nhưng anh đi theo để làm gì cô ghét nhất là những mối quan hệ dây dưa không dứt cũng chán ghét kiểu người hạ mình khép nép cầu xin sự tha thứ mà giữa anh và cô không ai phải tha thứ cho ai anh từng nghĩ rằng có lẽ khoảng cách tốt nhất giữa hai người họ là khi cô tỏa sáng rực rỡ còn anh đứng trong đám người nhìn cô từ phía xa nhưng vận mệnh thật sự đã trói buộc hai người lại với nhau quanh đi quẩn lại một vòng chiếc điện thoại di động bị thất lạc của anh lại thực sự nằm trong tay cô. Lòng ngực anh phập phồng, ốm đau mấy ngày liền, thân thể kiệt quệ, lúc này đột nhiên tan biến ngay khi anh nhìn thấy cô. Những năm qua không có anh ở bên cạnh, em có vui vẻ không? Nguyễn Sương, vui. Trần Cương sách cười, nhưng anh thì không. Thời gian trôi qua đã tôi luyện sự tàn nhẫn của cô. Cô đi rồi. Nhưng Trần Cương sách lại cười, khóe miệng dần cong lên anh đã nghĩ cô sẽ không tự mình đến để đưa lại chiếc điện thoại cho anh. Cái nóng thiêu đốt do cơn sốt cao quét qua cơ thể anh, anh ho và thấy lồng ngực khó thở nhưng chỉ cảm thấy sự hỗn loạn trước mặt ngày càng rõ ràng hơn. Anh vẫn như trước, giống như lần gặp cô trước đây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh tin là anh yêu em, cũng tin rằng việc yêu em sẽ không làm anh cảm thấy mệt mỏi, sát lại gần em là mới điều ý nghĩa nhất khi yêu em. Chương 69. 1. Kể từ khi Trần Cương Sách cầu hôn Chiếc nhẫn kim cương trên tay Nguyễn Sương chưa bao giờ được tháo ra. Chiếc nhẫn kim cương đó thật chói mắt, vừa bước vào công ty ánh mắt của mọi người đều bị chiếc nhẫn kim cương thu hút, không cách nào có thể rời mắt. Tất nhiên, người đầu tiên hóng bá quái chính là Trần Tụng Nghi. Trần Tụng Nghi đi theo Nguyễn Sương vào văn phòng làm việc, trong lúc nhất thời quên mất công việc, hai mắt cô ấy nhìn thẳng vào chiếc nhẫn kim cương giữa các ngón tay của Nguyễn Sương, "Chị dâu, bây giờ em có thể quang minh chính đại gọi chị một tiếng chị dâu đúng không?" Nguyễn Sương trước đây em từng lén gọi chị là chị dâu à. Trần Tụng Nghi, đúng vậy, em thậm chí còn không dám gọi chị là chị Miên Miên, chỉ sợ chị biết mối quan hệ giữa em và anh trai sẽ sa thải em. Nguyễn Sương bật cười. Trần Tụng Nghi chớp mắt mấy cái, anh trai đã cầu hôn chị thật à. Nguyễn Sương nói, đúng vậy, cầu hôn rồi. Trần Tụng Nghi, khi nào thế? Nguyễn Sương nói, hôm qua. Trần Tụng Nghi hít một hơi khí lạnh. Anh trai em đúng là kiểu người thuộc phái hành động. Anh ấy cứ như vậy cầu hôn mà không đánh tiếng trước. Hai người mới quay lại với nhau được vài ngày. Anh ấy cũng gấp gáp quá đi. Nguyễn Sương nói với giọng trêu đùa, dù sao thì anh trai em cũng không còn trẻ nữa, mấy tháng nữa thôi là anh ấy 30 tuổi rồi. Trần Tùng Nghi thấy có lý gật đầu, đúng vậy. Hay ngày nào em cũng đối mặt với một nhóm các thanh niên đẹp trai mới ngoài 20. Nói thật so với họ anh trai em đã già nói rồi cô trao ánh mắt thông cảm cho nguyễn sương chị dâu khiến chị để mắt đến anh ấy đã làm khó chị rồi nguyễn sương nghẹn lời nói anh trai em nào có tệ đến vậy phải không trần tụng nghi hả dáng dấp của anh ấy khá đẹp nhưng tuổi là có anh ấy tốt bụng và chu đáo chị có chắc anh ấy là người chu đáo không lại lãng mạn anh ấy lãng mạn chỗ nào vậy? Anh ấy đối xử rất tốt với chị. Anh ấy đối xử tốt với chị ra sao? Mua cho chị xe hay nhà? Nguyễn Sương bị một đòn chí mạng. Cô cau mày, có chút thích thú, sao em lại định nghĩa một người tốt sự tốt với mình là người sẽ mua cho em xe hay nhà? Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu, tại sao Quý Tư Âm và Trần Tụng Nghi đều cho rằng đó phải là mua ô tô hay nhà? Trần Tụng Nghi nói bởi vì việc tặng hoa và quà là chuyện hết sức bình thường. Đối với bọn em mà nói, ngay cả mươi chín đóa hoa hồng cũng chỉ tượng trưng cho một số tiền nhỏ. Một chiếc xe hơi hay một ngôi nhà mới là rất rất nhiều tiền. Tiền ở nơi nào, nơi đó có tình yêu. Nguyễn Sương mỉm cười, trước kia chắc anh trai em từng yêu như vậy. Trần Tụng Nghi có thể nhạy cảm ngửi ra được mùi giấm, dù sao thì cô cũng mang họ Trần, nhất định phải đứng về phía Trần Cương Sách. Chị dâu, để em nói cho chị nghe anh trai em đối với chị khác hẳn với những người khác em chưa bao giờ thấy anh ấy thích một người nào đến nhường này nguyễn sương mở máy tính lên đập vào mắt là một trang văn bản trong đó có kịch bản mới nhất mà mọi người đã thảo luận nữ chính nói một số cách nói chuyện của đàn ông là ước gì anh gặp em sớm hơn chưa có ai khiến anh thích như vậy người khác không quan trọng tất cả những gì anh quan tâm chỉ có em trần tụng nghi không ngừng huyên thuyên Giá như anh trai em gặp chị sớm hơn, anh ấy nhất định sẽ một lòng với chị. Cô ấy nhìn thấy khóe miệng Nguyễn Sương khẽ nhoảng một nụ cười nhưng lại không nói một lời. Trần Tùng Nghi cảm thấy không chắc chắn lắm nên nói tiếp, những người khác không quan trọng, quá khứ chỉ là mây mù, người duy nhất anh ấy quan tâm chỉ có chị. Đều y chang. Nói xong, Trần Tùng Nghi thấy ánh mắt Nguyễn Sương có ý gì đó, cô gãi gãi đầu ngập ngừng thăm dò hỏi, chị dâu, sao chị lại nhìn em như vậy? nguyễn sương quay màn hình máy tính về phía trần tụng nghi trần tụng nghi bán tính bán nghi nhìn sang khi thấy những lời thoại trên đó gần như y hệt với những gì cô ấy vừa nói hai mắt cô ấy tối sầm gò má đỏ bừng cô ấy ấp ứng chị chị nghe em giải thích em 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 không phải em nói thật những gì em nói đều là thật lòng nguyễn sương cười đến lồng ngực rung lên chị chỉ treo em thôi chị biết rõ anh trai em là người như thế nào ánh mắt của trần tụng nghi chuyển động sửng sốt không dám nhìn cô rụt rè nói trước đây anh trai em có lẽ không phải người tốt lành gì hiện tại anh trai em cũng không phải người tốt nguyễn sương thản nhiên nói nguyễn sương nhớ lại đêm qua anh gần như thành kính hôn lên chiếc nhẫn cưới trên tay cô cảnh tượng đó khiến nguyễn sương khó mà tin được không ngờ anh cũng có khoảnh khắc dịu dàng thuần khiết như thế nhưng giây tiếp theo anh đã lộ rõ bản chất thật nhẫn cũng đã đeo rồi vợ đêm nay cũng coi như là đêm tân hôn của chúng ta. Nguyễn Sương còn chưa kịp từ chối, Trần Cương sách đã áp vào tai cô, thấp giọng nói, liếm cho anh một lát trước đi. Cái gì? Cô thừa nhận rằng mình có bị anh dẫn dụ nhưng vẫn có hơi choáng váng. Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, chậm rãi thốt ra vài chữ, cô bé của anh. Nguyễn Sương bị anh làm cho động tình đến nỗi không kìm xuống được, màn đêm đục ngầu, thần trí cô rơi vào đê mê. Tuy nhiên, tính xấu của trần cương sách không dừng lại ở đó không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cô có cảm giác toàn thân mình như vừa mới tắm xong âm cuối của trần cương sách có chút run rẩy hành vi đặc biệt phóng túng đềm này bắn cho anh xem đột nhiên hô hấp của nguyễn sương ngừng lại ngay lập tức cô như bị anh thao túng đến mất kiểm soát theo sự dẫn dắt của anh mà rơi vào không gian hỗn loạn sau đó hô hấp của cô vỡ vụn từ đầu đến cuối không dám mở mắt không có cách nào đối mặt với sự thật, đối mặt với cảnh tượng ướt ác dưới ánh trăng này. Trần Cương sách. Ừm. Tâm tình anh lúc này rất tốt, cà lơ phất phơ trả lời. Anh không phải là con người nữa rồi. Anh là cúng, thích vương đầu lưỡi ra liếm em. Đối với Nguyễn Sương mà nói, Trần Cương Sách không những không phải người tốt, mà anh căn bản không phải là người. Trần Tụng Nghi vẫn còn muốn bào chữa cho Trần Cương Sách nhưng đột nhiên điện thoại di động của Nguyễn Sương reo lên, nguyễn sương nói chị đi nghe điện thoại trước em cứ để tài liệu trên tay lại cho chị đó là một cuộc gọi bàn công việc trần tụng nghi đến tìm nguyễn sương một nửa vì công việc một nửa vì lý do riêng tư phần chuyện riêng tư chứng thực nguồn gốc chiếc nhẫn cưới giờ đây đã được giải quyết chỉ còn lại chuyện công việc cô ấy đưa tài liệu cho nguyễn sương sau đó vui vẻ rời khỏi phòng làm việc nhóm cha của văn phòng đã bùng nổ trần tụng nghi trông như một chiến binh thắng trận trở về tất cả mọi người đều tét cô hóng chuyện chiếc nhẫn trên tay sếp. Thật hào nhoáng, quá hào nhoáng. Không biết là bao nhiêu ca ra nhỉ? Là thật hay giả? Tôi muốn biết. Tôi luôn có một vấn đề đến giờ vẫn băn khoăn. Sếp của chúng ta có phải là thiên kim gia thế mở studio chỉ vì đam mê không? Còn người đàn ông mặc vest kia là đối tượng kết hôn của cô ấy phải không hay là thanh mai trúc mã cũng không biết chừng sếp muốn kết hôn ạ à, là thực sự muốn kết hôn sao tôi khóc mất sao cậu phải khóc khi biết sếp sắp kết hôn tôi nhận lời vào công ty làm việc chỉ vì chị ấy quá xinh đẹp cậu không thích hợp cậu mới mười chín tuổi thôi em trai chị ấy xinh đẹp là thật mà tình yêu không liên quan gì đến tuổi tác dẹp đi bình thường tôi có thấy cậu bày tỏ thành ý với sếp đâu cậu thậm chí còn chưa bao giờ tặng sếp được một bó hoa hãy nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay sếp đi nói thật tiền lương một năm của tôi cũng không đủ để mua chiếc nhẫn đó trần tụng nghi cũng tò mò về lai lịch của chiếc nhẫn kim cương đó cô nói chuyện riêng với trần cương sách anh 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 anh, anh ơi chiếc nhẫn mà anh cầu hôn chị dâu giá bao nhiêu vậy sau khi nhận được câu trả lời của trần cương sách ngay cả người lớn lên trong nhung lụa từ bé như trần tụng nghi cũng không khỏi thở dài Trần Tụng Nghi trả lời một cách lạnh lùng trong nhóm cha công ty, chiếc nhẫn kim cương đó, không đắt lắm, chỉ có hơn 300 vạn thôi. 300 vạn nhân dân tệ 10,5 tỷ đồng. Đây là những gì Trần Cương Sách đã nói lại với cô ấy, Trần Tụng Nghi thuật lại chính xác như vậy. Không quá đắt. Cũng chỉ. Hơn 300 vạn. Cô nhớ trước đây thường xuyên phải ăn nói khép nép, cầu xin Trần Cương Sách mua đồ cho mình anh keo kiệt với em gái nhưng lại rất hào phóng với bạn gái. Trần Tụng Nghi rất tức giận, sau khi cơn giận qua đi, cô vẫn không nhận được mà gửi tin nhắn cho Trần Cương Sách. Anh, em thấy anh vẫn chưa đủ hào phóng với chị dâu, anh nghĩ sao? Trần Cương Sách, đúng thế. Trần Cương Sách, không cần nóng vội. Trần Tụng Nghi mỉm cười, đúng rồi đấy, anh trai cô nên chiều chuộng chị dâu hơn. Hai. Trước và sau khi được cầu hôn, cuộc sống của nguyễn sương không có khác biệt gì lắm vẫn là ba điểm lặp đi lặp lại công ty nhà cô nhà trần cương sách những cơn mưa mùa thu liên tục rơi xuống nam thành lạnh dần mãi cho đến một sớm mai khi tỉnh dậy bên ngoài cửa sổ thế giới đã ướt đẫm hiếm khi mới có một ngày nghỉ nguyễn sương không muốn động đậy nên vùi mình trong chăn từ sáng sớm trần cương sách đã bận công việc tiếng chuông điện thoại vang lên anh sợ làm ồn đến nguyễn sương nên vội vàng đi ra ngoài nghe máy ngay cả quần áo cũng không kịp mặt phía trên cởi trần nguyễn sương mơ hồ nhìn thấy đường cơ bắp rõ nét cùng với những dấu ấn tươi mới trên cơ thể anh tối qua cô và quý tư âm có đi hẹn hò quý tư âm một mực kéo cô đi làm móng cô không làm móng dài chỉ cắt dũa sửa sang lại nên không có tính công kích nào thế nhưng vẫn để lại một đường trên cơ thể anh đến sáng hôm nay vẫn có nét máu mờ thế nhưng nguyễn sương khó mà thấy tội lỗi nghĩ đến những hành động của trần cương sách làm trên người cô nguyễn sương cảm thấy anh đáng bị vậy thậm chí cô còn thấy mình quá nhẹ tay rồi sau khi tỉnh dậy nguyễn sương lướt điện thoại không lâu sau trần cương sách gọi đến sáng nay em muốn ăn gì nguyễn sương ngáp một cái ăn gì cũng được trần cương sách như cười như không vậy uống sữa nhé nguyễn sương khựng lại ý bẩn cợt trong giọng nói của anh quá rõ rệt mà hình ảnh ký ức về đêm qua cũng thật rõ nét tối qua nguyễn sương có uống chút rượu trong men say cô nhìn Trần Cương Sách chằm chằm, đôi môi mọng nước miếm lại, vô cùng quyến rũ. Trần Cương Sách, em thử nhé. Thử gì? Ánh mắt của cô khiến Trần Cương Sách đắm say, giống như sử dụng một loại thuốc nào vậy, nó khiến anh mê đắm một cách không bình thường. Miệng. Cô nói. Nếu không phải là vì đã uống rượu, tuyệt đối Nguyễn Sương sẽ không nói ra những lời này, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy. Cô say rồi, nhưng Trần Cương Sách thì không trên đời này sợ rằng không có người đàn ông nào sẽ từ chối lời mời gọi này nhưng trần cương sách vẫn đáp miệng của em không phải dùng để làm việc này thế miệng của anh dùng để làm việc như này à cô nghiêng đầu ánh mắt đã không còn sự bình tĩnh thường ngày mà rất quyến rũ trần cương sách không nhịn được mà cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô anh cũng không phải là thứ tốt đẹp gì bình thường không phải em vẫn muốn xé nát miệng anh sao cái miệng nát này của anh hôn đâu cũng như nhau cả Nguyễn Sương uống say cũng không chịu thua, cô bắt đầu hơn thua, ý của anh là miệng trên miệng dưới của em đều giống nhau đúng không? Nhất thời Trần Cương sách không muốn trả lời thế nào. Đôi mắt cô lấp lánh, pha chút cáu giận, miệng của anh thường xuyên hôn chỗ đó của em, rồi lại hôn lên chỗ này. Bộ dáng cáu giận của cô có vài phần hận dỗi, cũng có pha lẫn tính cách trẻ con. Tóm lại là, hoàn toàn khác với Nguyễn Sương ngày thường. Trần Cương sách cảm thấy cô rất xinh đẹp cũng rất đáng yêu bảo bối em lên cơn say rượu đấy à nguyễn sương bắt đầu khóc lóc phàn này anh toàn bắt nạt người khác thôi trần cương sách trần cương sách bật cười bất đắc dĩ ôm cô vào lòng anh không có quá nhiều suy nghĩ tình dục lúc này chỉ là cảm thấy cô vô cùng đáng yêu anh dỗ dành với giọng chiều chuộng hỏi cô sao anh lại bắt nạt em được chứ chỉ vì anh không cho em dùng miệng chuyện anh làm được em không được làm nguyễn sương phản bác đây không phải bắt nạt thì là gì anh có hiểu thế nào là bình đẳng nam nữ không vậy? Mẹ nó còn lôi cả bình đẳng nam nữ ra đôi co với anh rồi. Trần Cương sách thở dài, có lẽ anh không thể nói lý lẽ với người đang say được. Anh dịu dàng dỗ dành, anh bế em đi tắm nhé. Cuối cùng Nguyễn Sương cũng không ầm ý nữa, ngoan ngoãn giang tay ra, anh bế em. Sau đó Trần Cương sách dùng tư thế bế trẻ em bế cô, hai chân cô quặp vào eo anh, giống như con lười vậy. Bọn họ ở phòng ăn dưới lầu ăn tối nguyễn sương nổi hứng với hầm rượu của anh vì vậy trần cương sách đưa cô đi chọn một chai rượu ngon tư thế uống rượu của cô khiến người ta có cảm giác tửu lượng rất tốt nếu không trần cương sách tuyệt đối sẽ không cho phép cô liên tục uống hết ly này đến ly khác đến khi phản ứng lại thì cô đã say rồi thế nhưng say cũng có cái hay nguyễn sương khi uống say rất dựa dẫm vào anh còn lúc tỉnh táo cô lại vô cùng nghiêm túc bình tĩnh và độc lập trần cương sách cho rằng bản thân mình bị bộ dáng như vậy của cô cuốn hút Cô quá mức sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn kéo cô cùng trầm luân. Nhưng khi thấy Nguyễn Sương say, Trần Cương Sách mới ý thức được, điều anh thích là con người của Nguyễn Sương. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa anh cũng đều thích, cũng đều cảm thấy cô xinh đẹp, cũng thật đáng yêu. Anh đều rung động. Trên đường lên lầu, Nguyễn Sương giống như tên gọi thân mật của mình, mềm mại như bông bò lên lưng anh, giọng nũng nịu, "Trần Cương Sách." Trần Cương Sách ừm một tiếng cô nói anh có biết tắm là tắm thế nào không trần cương sách cảm thấy buồn cười xoa xoa hửm bóp bóp miên miên ngâm mình anh ăn oil nguyễn sương đột nhiên nói ra một câu nhất thời những lời tưởng như là ám thị điều gì đó của cô lập tức tan thành mây khói trần cương sách thở dài trong nhà không có đồ ăn vặt hay là em tắm trước rồi anh đi mua cho em nhé không cô đáp em muốn giảm cân em không ăn vặt vậy em nhắc đến oreo gì chứ vành tay đột nhiên cảm thấy ướt át thì ra là đầu lưỡi mềm mại của cô lướt qua dây thần kinh cột sống của trần cương sách căng lên bước chân đột nhiên khựng lại khó mà di chuyển tiếp được hơi thở nóng bỏng của cô thổi đến treo chọc anh màu đen đen cái của anh cũng là oreo anh thường suy mặc quần áo dài nên rất trắng cả người từ trên xuống dưới chỗ đen duy nhất chắc chỉ có chỗ lông tóc rậm rạp một là ở trên đầu chỗ còn lại là anh biết cô giỏi nhất trong việc treo chọc trái tim người khác nhưng lại không ngờ nguyễn sương sau khi say lại quyến rũ đến vậy đúng thế quyến rũ trần cương sách nhắm mắt lại ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể không có cách nào dập tắt đi được hơn nửa người trong lòng anh vẫn đang lên cơn em sẽ khiến anh thoải mái mà anh anh ở đây là chỉ từ cưa cưa ấy các xưng hô mà trước đây dù cho có dỗ dành thế nào đi chăng nữa cô cũng không chịu gọi, vậy mà bây giờ lại nói ra tự nhiên đến thế. Trần Cương sách hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự đi về phía phòng tắm, đặt cô lên bồn rửa mặt. Anh đi mở nước. Phòng tắm tách riêng khu tắm và rửa mặt, anh đi vào khu tắm, mở vòi nước bồn tắm. Hơi nước nóng phả lên, hơi nóng và không khí ái muội đang xen khiến mạch máu trên cánh tay Trần Cương sách càng hiện lên rõ ràng hơn, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp anh định đứng dậy mở cửa sổ ra cho thoáng gió nhưng động tác bỗng khựng lại không biết từ khi nào nguyễn sương đã đi đến bên cạnh anh cô ngồi xuống đất mà không giữ lấy chút hình tượng nào mái tóc rối bời gương mặt trắng nõn đôi mắt long lanh sạch sẽ nhưng đôi mắt lại quyến rũ đủ để người ta trầm luân cho em thử một lần đi trần cương sách đôi mắt cô long lanh giống như đang thỉnh cầu tình yêu và tình dục đang xen sự thức tỉnh bị xé nát bởi trầm luân ở trước mặt cô anh luôn xuất hiện với thái độ buông thả nhưng liên quan đến chuyện này anh lại vô cùng tỉnh táo ước nguyện trước kia ở trước mặt phật tổ lại thành hiện thực dưới hình thức này cho dù đã hôn trên nghìn lần nhìn bộ dáng mơ màng đắm say của cô nhưng trần cương sách vẫn cảm thấy nguyễn sương quá mức sạch sẽ sạch sẽ đến mức chỉ hôn thôi cũng sẽ làm vấy bẩn cô cô quá sạch sẽ quá tốt đẹp quá đơn thuần trong lúc do dự cô đã cong lưng làn da trắng sáng nổi bật trong đêm tối chỉ là đôi mắt cô lại long lanh ngày thơ không hợp với hoàn cảnh cho lắm động tác tiếp theo đó càng mạnh bạo hơn anh bị cô nắm chặt lấy hơi thở cũng bị bàn tay cô khống chế lòng bàn tay trần cương sách đẫm mồ hôi cuối cùng sắc mặt nguyễn sương chán nản trong men say lộ ra vẻ thất vọng sau khi trần cương sách bình tĩnh lại đưa tay nâng cầm rồi hôn lên vẫn còn vương chút nước của cô giọng anh khàn khàn mang theo ý cười cố ý treo chọc sữa có ngon không nguyễn sương cũng có nếm một chút cô đột nhiên bật khóc bày ra bộ dáng tuổi thân nước mắt không ngừng rơi xuống đồng thời cũng tỉnh dậy từ cơn say anh im miệng em uống rượu chứ không phải sữa ừ không phải sữa trần cương sách vợ khóc vợ cười người muốn làm là cô người tức giận cũng là cô anh bế em đi xúc miệng nguyễn sương vẫn khóc giọng nức nở bình thường sao anh uống được vậy Trần Cương sách đáp, quen rồi. Nguyễn Sương ngây người, sau đó cắn vai anh, mắng mỏ, anh không biết xấu hổ. Ừm, anh không biết xấu hổ. Giọng anh vô cùng dịu dàng, giống như đầm lầy khiến người ta xa vào, miên miên của chúng ta tốt nhất. Chuyện uống sữa tối qua đã để lại ám ảnh sâu sắc trong lòng Nguyễn Sương. Nghe vậy, Nguyễn Sương kéo chăn lên đỉnh đầu. Giọng cô ồm mồm, Trần Cương sách, em muốn thu lại lời đồng ý kết hôn với anh, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo